Ngay ngày hôm đó lúc đó con không make up gì cả, mặt con rất là xấu. Và anh đến, anh mở, anh vừa mới máng đồ ăn lên cổng thôi là anh gặp con. Mà lúc đó con không có thấy anh bị hoảng hốt á cô. Đúng rồi, con chém một quỵ rồi, chưa. Con giữ bình tĩnh, con đứng lại được. Dạ. Xong cái con mới nói, dạ ông này cũng được. Mọi vấn đề vậy mình sẽ giải quyết với nhau bằng lời nói. Còn lời nói không được thì mình lấy cái tình cảm mà khi ban đầu mình đến với nhau để mình nhớ lại và mình bỏ qua. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta ngày hôm nay sẽ đến với hai cặp vợ chồng nha. Tuần nào cũng hai cặp hết á, không bao giờ có ba cặp đâu. Hai cặp vợ chồng này sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều câu chuyện hay và thú vị trong cuộc sống hôn nhân của họ. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng số 1. Trời ơi, bước qua vừa ở trong bước ra một cái là em tưởng đâu là nữ hoàng băng giá xuất hiện. Công chúa đúng không? Thôi xin chào hai bạn. Dạ, con kính chào cô Hồng Vân. Chào chú Quốc Thuận. Con tên là Phạm Ngọc Long. Con đang hiện tại làm trưởng phòng phần mềm của công ty Review. Long nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 30 rồi cô. 30 hả? À. Rồi còn trẻ lắm. Rồi tới con. Dạ con chào cô Hồng Vân. Con chào cô chú Quốc Thuận. Dạ con chào khán giả chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên là Phạm Thị Mỹ Duyên. Con anh Khai Giang tuổi cô. Anh Khai Giang tuổi cô. Anh 31 rồi. Anh 34 rồi. Con hai, dạ con 27 ạ. 27. Dạ. À. Tại vì hai vợ chồng cách nhau 4 tuổi. Dạ, hiện con đang làm bên nội dung sáng tạo, cũng là cùng hệ sinh thái với công ty của chồng luôn. Như vậy là chắc các bạn là làm chung với nhau rồi, cho nên chính như vậy là có cơ hội gặp nhau nhiều rồi tìm hiểu nhau và quen nhau và cưới nhau đúng không? Dạ, thì hồi trước đó thì con có khởi nghiệp đó cô. Thì tụi con khi mà gọi vốn được á thì tụi con có mở rộng công ty ra, nữ đã có bắt đầu tuyển dụng trợ lý cho con. Thì có gặp bạn thì lúc đó là giới thiệu thì kiểu như là con chỉ trao đổi ngoài anh em gặp nhau ở quán cà phê thôi. Lúc đó con bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó con cỡ 27. 27 mà khởi nghiệp ha. Vậy là cách đây 4 năm rồi ha. Dạ. Là bằng tuổi vợ con bây giờ. À, lần đầu tiên nhìn cô gái này có thấy cô giống một cái nhân vật nào trong phim hoạt hình không? Lúc đó cô đi chụp hình á chú. Cô đi chụp hình mẫu. Thành thử ra là khi mà con gặp con mê lắm. Mê lắm mà mình phải giữ hình tượng. Đúng rồi, dù gì mình cũng đang tìm người mà, đúng không? Lúc mà gặp xong xuôi về thì cổ đi công tác ở nước ngoài. Khoảng thời gian thì anh em cứ hẹn lần, hẹn mòn, hẹn lần, hẹn mòn. Ủa lúc đó con làm ở công ty nào mà con đi công tác nước ngoài? Dạ con làm của một hệ sinh thái nhà hàng của ba nước ạ. Mà con lại vẫn muốn làm thêm. Tức là con muốn thêm job hay là con muốn đổi job? Dạ con, tại vì con bị tham vọng á. Dạ với lại là con cũng muốn là plan của con trong tương lai là về Việt Nam. Nhưng mà cái lần đầu tiên con vô đi phỏng vấn và gặp ông này thì có ấn tượng gì về ông Long này không? Dạ tại vì là anh Long thì ảnh hẹn con rất là nhiều lần. Và ảnh nhờ trợ lý của ảnh hẹn con lúc mà con ở nước ngoài nữa. Xong lúc đó con về Việt Nam rồi thì cũng hẹn bất ngờ, con cũng không phải định là ngày hôm đó con gặp anh Long. Thì con có chấp nhận một concept chụp hình rất là nổi loạn. Lúc đó con qua thì con thấy là với cái hình hài này mà phỏng vấn là thế nào cũng rớt. Dạ, tại vì là mặc đồ rất là sexy. Với lại là tóc thì mình bóp theo kiểu da đen á cô. Mà make up thì rất là đậm. Thì cái đó là cái tối kỵ nhất trong phỏng vấn. Cho nên là con tìm một cái cửa hàng thời trang gần đó, con thay đổi ngoại hình của con thành một cô công sở. Ai về bước vô anh Long anh ấn tượng? Dạ, lúc đó con có nghe bạn con nói là ảnh vào ảnh nói là em nhỏ này ngực to. Em nhỏ này ngực to. Trai mà chú mê chứ. Con bị ghét cái vụ đó. Dạ. Tại vì nếu như mà tuyển con về ngoại hình thì con không thích lắm. Dạ. Con thích là năng lực đúng không? Dạ. Sau đó khi mà tuyển đậu rồi á cô thì con lại là em gái con xanh. Cho nên là con mới gọi anh ơi cho em delay cho em dời lại một tháng. Chắc là con phải tuyển liền thôi đúng không? Lúc đó thì con có ý định là tuyển liền. Rồi sau này thì tìm hiểu dài thì con mới biết là cô này cũng vậy cũng được. Thì mình thôi dành đi. Dành về công ty mình đi chắc gì để đi ra một hồi nữa mất tiêu ạ. Mất tiêu Nhận liền. Dạ nhận liền mà lúc đó là con chưa có ý gì chứ á. Rồi đến khi nào con có ý với Yuna?
Dạ, cái hôm đó là hai anh em ngồi nói chuyện với nhau qua mạng. Thì hai anh em ngồi nói chuyện thì cổ mới gửi một cái hình em đang về em chăm sóc em của em. Với lại là em đang nấu món ăn chay nè. Con thì con có thiện cảm với lại người phụ nữ của gia đình lắm. Rất thiện cảm luôn. Con nhìn cái hình đó con bị... cái con mê. Xong rồi mình cũng suy nghĩ là bây giờ mình ém cho riêng mình được ta. Coi như đây là tài sản công ty mà cướp để dành riêng cho bản thân mình. Nghĩa là hay nhận vô là dạ, gặp mấy ông kia nữa. Nhiều khi mấy ông kia ông cướp của mình là sao? Anh em hay nói trong công ty với nhau vui là làm gì làm chứ con thầy vợ bạn gái công ty nha Long. Thì thôi mình giải quyết trước khi bả vào công ty là xong. Đúng rồi, rồi. Xong rồi con gạch tên cổ luôn khỏi danh sách. Để cho coi như là bọn bạn xung quanh khỏi có kỳ kèo nữa đúng không? Bắt đầu lên chuyến đường gặp riêng. Rồi cái lúc đó con có biết con bị gạch tên khỏi công ty không? Dạ con biết, tại vì con có nội gián mà. Trước khi anh gạch tên con là anh đã có một cái thời gian anh lo lót đường để có tình cảm với con rồi. Dạ, sáng cứ 5:30 là anh sẽ dậy và anh mua đồ ăn sáng qua phòng của con và máng ở trước cửa và nhắn tin là em ơi, trước khi đi làm dậy ăn sáng nha em. Dạ, phải 1 tháng đó cô, liên tục với nhau là 1 tháng như vậy. Nhưng mà như vậy thì chưa đủ để con chinh phục được con. Tại vì là ngoài con kinh doanh online, tại vì lúc đó con mới về Việt Nam mà anh này thì lại chờ kết quả. Thì con lại kinh doanh thêm một mặt hàng nữa là nước hoa chiết đó cô. Dạ thì là con sẽ đi gửi cái nước hoa đó cho các đại lý sĩ của con. Ngay ngày hôm đó lúc đó con không make up gì cả, mặt con rất là xấu. Và anh đến, anh mở, anh vừa mới máng đồ ăn lên cổng thôi là anh gặp con. À, lúc đó con không có thấy anh bị hoảng hốt á cô. Đúng là con xém một quỷ rồi, chưa. Em giữ bình tĩnh, con đứng lại được. Dạ. Xong cái con mới nói, dạ ông này cũng được. Tại con không thấy là ông bị hoảng hốt như những cái anh mà gặp con bị không có make up, không có son môi các thứ. Thì con nói chắc cũng được lên điểm rồi. Rồi thì bao lâu thì con mới à, đứa chính thức yêu nhau? Có tỏ tình. Con thì con không có dùng Facebook nhiều. Thành thử ra là mấy anh em mà trên Facebook á, thì nhắn coi cái Facebook của vợ con thì mới thấy là à, cổ đăng cái dòng status là được tỏ tình trong ngàn ngọn nến lung linh sao lấp lánh gì đó. Quá trời luôn. Cái bắt đầu mấy anh trong group á, cái mấy anh mới nhắn là Long ngàn ngọn nến nha, sao lung linh nha, nhớ nha. Thì mình bắt đầu nghĩ rồi mình sẽ đi từ cái ý tưởng này mình đi lên. Tới hôm đó rủ đi chơi cô cũng đồng ý rồi, tự nhiên mưa bão chứ mấy mưa nữa rồi sao rồi chăm nến mà bây giờ không mưa không bão thì cái nến ở ngoài biển ở đâu ra mà nó cháy được cho con đó. Bây giờ chỉ có cái đèn bằng pin thôi. Rồi cái con lôi về nhà. Nhà ở đâu? Vô phòng cái con cũng chăm nến, chăm một vòng, nhưng mà cổ ở ngoài phòng khách đó, con chăm một vòng hình trái tim rồi nè. Xong rồi bắt đầu mời cổ vô, xong cái vô mà tỏ tình vụng về lắm, lắp bắp hồi cổ cho đậu vớt. Không có được trực tiếp nữa. Không được luôn à. Nhưng mà cảm động không, Yuna? Dạ, lúc đó thì con thấy, tại vì là con biết ảnh là nền tảng kỹ thuật, cho nên ảnh rất là khô khan. Mà anh để tìm hiểu con trên dòng trạng thái này nọ kia, tại vì con có nội gián nên con biết cái điều đó. Nên con cũng cảm thấy là ok này, cũng có tình cảm, cũng có sự chuẩn bị, với lại là cũng bỏ thời gian cho con. Dạ, thì con cũng có cảm động. Rồi thôi bây giờ là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi Long? Dạ hai vợ chồng con cưới nhau được 1 năm 4 tháng. Một năm 4 tháng. Rồi vẫn còn có tin vui lắm. Gì chưa? Dạ chưa. Dạ chưa con cũng cày khổ lắm chú. Cưới nhau về một cái thời gian mới con năm mấy nay thì có lòi tật xấu gì ra không một con? 1 năm 4 tháng đó. Ôi nhiều lắm. Là bên này lòi hay là con lòi? Con cũng có mà vợ lòi qua con lòi lại có, ừ. Mà con hiện tại thì con thấy của vợ con thì hồi nãy chú thấy hồi trước lúc mà mới bắt đầu mà yêu xong rồi bắt đầu con có tình cảm với cổ là lúc mà cổ nấu cơm rồi người phụ nữ gia đình đó, người phụ nữ gia đình công gia chánh lắm đây, mình thích lắm nơi mẹ chồng mới coi xong cái bắt đầu xong cái bắt đầu về thì con thấy cổ cũng có nấu. Ừ, cổ nấu ngon lắm, nấu ngon hơn con nhiều. Mà có điều là từng nấu 3-4 bữa thôi rồi bận cổ đi làm mà tới khuya lận. Mà con thấy nhiều khi bà về khuya quá mình đâu có cho bà nấu được. Rồi mình cũng muốn bà nấu. Thử ra tâm lý nó lộn xộn với nhau. Mà thật sự là mình cần người phụ nữ của gia đình thật. Chưa thể gọi là tật xấu đâu. Thật ra do công việc, nghĩa là nhất là cô gái này rất là năng động, rất là thích làm việc.
để tìm một cái tật xấu nào đó mà nó rất là bản chất của người phụ nữ á. Chất của người phụ nữ. Anh, ví dụ như càm ràm nói nhiều. Nếu mà càm ràm thì chắc con thừa nhận là có. Thôi đó để vợ kể, còn bây giờ con kể cái tật xấu của vợ đi. Dạ. Có ghen không? Dạ vợ con ghen dữ lắm cô. Đó. Cô nào đó mà nhắn tin hay là không nhân viên thôi cô. Nhân viên thôi nhắn tin cho con thôi là cổ cũng lồng lộng lên rồi. Lồng lộn, cái mức lồng lộn nó như thế nào con? Mà cái chữ lồng lộn nó dễ sợ đâu. Hồi như thế nào? Vụ gì? 1 2 giờ khuya mà nghe cái ton trên điện thoại, cái là giật điện thoại chụp coi. Coi gì chồng á? Không phải đâu cô, như con phải làm giá cho chồng con phải không cô? Ví dụ như bây giờ ổng cưới nhau mà không may nhắn cho ổng này nọ kia, có mình phải làm lớn lên để cho ổng biết là ổng có giá trị trong mắt mình. Dạ, mà cái đó cũng là tật xấu của ảnh nữa. Anh kể hết đi, tới em kể cho. Chút nữa sẽ tới con chiếm diễn đàn, sân khấu là của con. Cái cách sống thì sao nè, suy nghĩ có tích cực hay là tiêu cực hay là... Bả là siêu cực đoan luôn á cô. Rất là cứng đầu. Nói về một cái chuyện là dẫn đường thôi. Con search Google Maps, con dẫn đường đi tới đoạn đó. Thì mình mới nghĩ là em ơi, chắc cái chỗ này nó không có vô được đâu. Mà nếu vô thì đi ra rất là khó. Không, không có. Anh đi thử cho em coi đi. Đi, đi. Không, nhưng mà bây giờ vô là bây giờ xe mình ra là không có được nha em. Thì anh đi em coi thử đi. Đi. Thì chứ con chiều thôi chứ giờ làm sao. Rồi đi vô xong rồi cổ mới thấy là rồi em thấy chưa? Dạ thấy rồi. Mở cửa bà đi ra, bỏ lại con với lại con hẻm. Nhưng mà hài vậy khoái đúng không? Anh cứ nói không được, có phải đi một lần cho biết anh. Là đi vào không biết thôi em đi nha, anh tự ra. Tự ra là biết mình sai đúng không? Dạ, lúc đó con biết, con có xin lỗi. Rồi bước, vậy là... Bước, là con bước đó. Rồi sao nữa nè? Cổ cứ lo cho người này, người nọ, người kia. Cứ là thân một chút xíu hoặc là gặp hai lần là cổ lo rồi. Là lo lắng cho, lo người, ta, cho người ta đúng không? Trong khi anh à, em lo cho anh trước đi. Thì là thật sự con muốn dành cái sự quan tâm đó của cổ cho con nhiều hơn. Cái điều mà con mong muốn vợ con thay đổi nhất đó là cái điều gì? Chắc là sự quan tâm. Sự quan tâm. Cần sự quan tâm đối với chồng, đúng không? Rồi. Rồi, tới con. Tới dù nè. Dạ con kể nhưng mà dạ anh không được cái em nha. À rồi, anh không có ấy đâu. Dạ, không có ấy à. Anh nói là con bị không quan tâm. Thì con thấy là không phải là không phải không quan tâm, nhưng mà những cái quan tâm ảnh không biết. Ví dụ ảnh ngủ ảnh không đắp mền thì con sẽ là người đắp mền cho ảnh. Các buổi sáng con dậy sớm con nấu cơm sáng cho ảnh ăn. Chỉ có khi mà hai vợ chồng luân chuyển công ty á, thì thời gian nó quá ít để khi mà chuẩn bị một bữa cơm sáng cho buổi trưa thì lúc đó con mới bị ngừng thôi. Và gần đây không có nên là ảnh nghĩ là con quên ảnh rồi, nhưng mà thật sự không phải quên, mà tại là quá ít thời gian để chuẩn bị. Rồi con hãy khui tật xấu anh đi. Tật xấu của anh là cằn nhằn quá nhiều quá cô. Con làm một cái việc đó thì con muốn biết là nếu mà đi sâu nữa thì nó có kết quả hay là nó có hậu quả. Thì anh lại anh đã đi rồi và anh không muốn con đi vô nữa cái đường đó, thì anh lại cằn nhằn. Và khi mà cằn nhằn thì con lại càng muốn làm. Thì cãi nhau. Có một lần cãi nhau thì anh khóc. Trước giờ anh chưa từng khóc với ai hết, bất cười một phụ nữ nào ngoài mẹ anh thôi. Và anh ngồi đến khóc với con. Thì con lúc đó con mới là à, lúc đó là con cảm giác là con quá đi quá giới hạn rồi. Một người đàn ông mà khóc trước một người phụ nữ thì em cảm giác là anh dành tình yêu cho con rất là nhiều. Và anh muốn duy trì cái hôn nhân này nhiều hơn là con. Tại vì con lúc nào con cửa miệng con cũng là ly hôn đi. Còn ảnh là lúc nào cũng im lặng. Xong rồi sau khi con ngừng hết giận rồi thì ảnh sẽ bắt đầu ảnh dịu lại cho con. Thì con nghĩ là tật xấu của con chứ không phải là của chồng. Nhưng mà chồng cằn nhằn quá nhiều. Con cảm giác là con không phải là quá trẻ để không biết điều đó sai. Nhưng mà khi cằn nhằn nhiều quá là con muốn làm. Dạ. Làm cái lợi gan đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ con mong muốn Long thay đổi cái điều gì? Về cái khoản mà nấu ăn á, thì những ngày rảnh mình cũng có thể nấu để vun vén cho gia đình được. Và khi em nấu ăn rồi anh sẽ dọn dẹp tất cả thứ. Thì anh vẫn làm điều đó nhưng mà anh lại cằn nhằn. Thì con không muốn anh cằn nhằn trong những lúc làm việc đó. Thì theo cô, trong thời gian tụi con chưa có con, hai đứa đều thứ nhất là phải gọi là chấp nhận cái chưa tốt cũng như cái tốt của nhau. Và cái thứ hai là tụi con phân bổ cái thời gian dành cho nhau và dành cho công việc nó phải hợp lý. Đừng có để đến cái lúc mà chẳng hạn như là mình mất nhau đó, nó phí lắm con, phí lắm luôn. Dạ. Đó. Có điều gì muốn nói với vợ không? Thì chỉ hy vọng là sau này hai chồng mình có thể cùng hướng đến cái mà vun vén hạnh phúc cho hai vợ chồng mình thôi.
Còn thật sự ra ở ngoài hay như thế nào đi chăng nữa thì người đi đến cuối con đường với em là anh. Em có gì muốn nói với anh không? Em chỉ muốn là mọi vấn đề mình sẽ giải quyết với nhau bằng lời nói. Còn lời nói không được thì mình lấy cái tình cảm mà khi ban đầu mình đến với nhau để mình nhớ lại và mình bỏ qua những cái lỗi lầm của nhau trong cuộc sống. Biết đâu được trong tương lai, 1-2 năm sau mình có thể sắp xếp những công việc của mình thì mình có thể đón bé nhanh hơn. Nhưng mà... đợi được. Ok. Hay quá. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng sẽ có một cái sự sắp xếp làm sao để mà đồng nhất trong cuộc sống luôn luôn hạnh phúc nha. Cảm ơn hai đứa nha. Em nói ảnh là cho em mượn máy để em gọi về nhà cho em. Thật sự là em lấy máy anh em đá số qua thôi. Rồi em mới ngồi xíu, anh hát xong em đi ra. Lúc em ra thì em giả bộ em chuột chân, có ảnh có phản ứng là anh có ra anh đỏ em không. Thì giờ em chuột chân cái ảnh ba em ra đỏ liền, như là em mới lên kế hoạch chút ảnh rượu sai, anh không biết uống rượu được. Anh uống chừng một lọt chai là anh quắc rồi. Mà ngờ đâu anh không có sai, mà anh còn cũng đè không tới tóc em á. Giống như ảnh không thấy em dễ dãi quá, ảnh làm tới sao anh ơi. Còn một tật xấu của em muốn chia sẻ luôn là em muốn anh khắc phục thiệt khắc phục nhiều hơn nữa là anh ra đường á là anh hay bạo lực lắm. Ai mà quẹt xe với ảnh là bắt đầu ảnh xuống xe, ảnh bắt đầu chặn đầu đánh lộn rồi đó. Em mệt mỏi tính cách này nhưng mà anh không đánh em, chỉ đánh người ngoài thôi. Chưa bây giờ đánh giờ. Chưa bây giờ đánh giờ, bạo lực người ngoài thì có. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ xin chào hai MC của chương trình. Em tên là Trịnh Thanh Long, năm nay 29 tuổi. Hiện tại là nhân viên kỹ thuật bảo hành máy tập gym thể thao rồi. Thế còn em? Em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Thì em là huấn luyện viên aerobic. Huấn luyện viên aerobic. Em thấy cái dáng anh tập aerobic được không em? Dạ được, chắc là hết bụng được anh. Thôi thôi, vậy hả? Được á nghe. 10 năm. Bên này là bảo hành máy tập thể dục, đây là aerobic. Chắc chắn các bạn phải quen nhau ở trong một cái phòng tập gì đó đúng không? Tụi em là quen nhau trước đó mấy năm rồi. Rồi đó trật nữa thấy chưa? Cái mỗi lần mà ông Thuận không đoán trật cái tôi đã sao đâu. Rồi quen nhau sao đâu kể nghe chơi. Chuyện cũng ngắn gọn lắm, thì cứ mỗi lần mà tới cuối tuần á là công ty em tổ chức cái chương trình hát karaoke để phát cho toàn thể công ty nghe nữa. Thì em là người chuyên cứ tuần nào cũng đi hết á. Dạ thì có một nhóm nói là có con bé này cũng hát hay lắm, có gì anh dắt lên hát chung đi nọ. Thì mình cũng đâu biết ai đâu, thì hồi ra mới là con bé này lên. Rồi hai đứa lên sao? Khi em lên em chỉ cố tình gặp ảnh thôi chứ sao em không muốn hát hò vậy á. Là em đã kết ảnh trước rồi đúng không? Đúng rồi, tại vì nghe nói là ảnh hát hay, thứ hai là tóc tai của ảnh lúc nào cũng một bên thì chấn cao lên, một bên thì tóc dài thòn, lúc nào cũng vú keo, ảnh rất là gọn gàng. Thì nghe ảnh hát hay nữa thành ra em muốn theo ảnh vô sẵn xin số điện thoại của ảnh luôn. Đến đó là chỉ có mục đích là đến để mà gặp ảnh thôi. Lấy số điện thoại. Dạ đúng rồi, lấy số điện thoại là mục đích chính của em. Còn anh này có biết cái mục đích của vợ không? Em thì chỉ nghĩ là có bạn mới lên hát chung với mình cho vui thôi chứ mình cũng không biết để ý gì mấy. Rồi em có thả tính không? Dạ có anh. Em nói ảnh là cho em mượn máy để em gọi về nhà cho em. Thật sự là em lấy máy anh em đá số qua thôi. Rồi em mới ngồi xíu, ảnh hát xong em đi ra. Lúc em ra thì em giả bộ em chuột chân, có ảnh có phản ứng là anh có ra anh đỏ em không. Thì giờ em chuột chân cái ảnh ba em ra đỏ liền, như là có quay một vòng không? Không có thẳng bạn tới đâu anh ơi. Rồi bao lâu thì hai bạn mới quen nhau? Em nhớ chính xác là 29 tháng 9 năm 2012 là hai tụi em gặp nhau là yêu nhau luôn á. Là ngày trung thu luôn á. Là lúc đó là em có bồ chưa? Chị hỏi đúng rồi nè. Lúc đó có. Có bồ. Dạ. Mà coi như là vẫn dạ. Tiếp nhận là luôn. Bắt tiếp... cá hai tay. Dạ đúng rồi. Bao lâu thì em mới biết được là ổng ngoài mình ra ổng còn một người nữa? Chắc là khoảng 6 tháng đó anh. Là em biết, em mới lên kế hoạch chút ảnh rượu sai, tại anh không biết uống rượu được. Anh uống chừng một lọ chai là anh quắt rồi. Bữa đó rủ anh đi ăn trên gà nướng ở ngay là đường anh, uống rượu mà rượu gạo nữa. Em với anh uống nửa xị. Rồi em mới hỏi cái chuyện con bé đó làm sao đó. Mà ngờ đâu anh không có sai, mà anh còn đè không tới tóc em á. Bữa đó là thất bại tràn trề luôn. Rồi cái lần hai có bắt được con cá kia không? Em cho anh có thời gian á. Ý là em không có nói, nhưng em chỉ nói là anh cố gắng giải quyết câu chuyện của anh đi. Anh có nói là em đó là em gái thôi chứ không phải là người yêu. Em cũng tin là chuyện đó, nhưng mà em vẫn nghi ngờ con gái nhạy cảm lắm. Thì một năm sau thì cái hôm đó là em thấy là bé đó nhắn tin cho ảnh nhiều quá. Mỗi lần đi chơi là ảnh cứ đi xa cơ mà, bỏ đi nửa tiếng đồng hồ có quay lại. Ảnh nói nghe điện thoại bạn mà nó chỉ tới nửa tiếng đồng hồ. Trời.
rồi em giải quyết làm sao để mày dứt điểm luôn? Thì cuối cùng là mọi chuyện thì nó cũng đâu vào đấy, nó cũng dứt điểm luôn. Thì lúc đó là bé cũng từ bớt liên hệ với em lại. Từ đó là hai chồng là cứ quen tới lúc cưới. Rồi cưới nhau xong về rồi em còn bé nào nữa không? Còn anh nhưng mà lẻ tẻ lắm. Anh là em đánh lẻ tùm lum á, không tính thức. Nói chung là anh thả thính không có kiểm soát luôn. Thả thính không biết là đang thả thính nữa. Tức là sao? Là em cứ thấy phụ nữ là thả thính là hay sao? Đúng rồi chị, không cần biết người đó là như thế nào, chỉ cần biết là thấy phụ nữ là thả thính. Thả thính thì sao thôi, nói chuyện nghe rồi. Anh giới thiệu đi anh, cái này là bản năng của anh á. Tôi không thả thính được nè, tôi thả. Nhưng mà thả sao chứ, ví dụ như mình phải thì... đối tượng nó phải đúng điện với mình mới thả thính được chứ. Mấy lần tôi cũng thả thính thử nó rớt thính hoài. Thì nhắn tin chat chít đồ này nọ đó. Đôi lúc thì em giấu vợ em tại em ham vui. Nhưng mà sau này công nghệ nó hiện đại quá, nó cao quá, cũng không qua được. Bả còn tài cao hơn mình nữa. Trời ơi, chung tài khoản hai lao là cái điểm quá chứ. Vậy là cái năm đầu là năm thả thính đó phải không? Đúng rồi chị. Rồi bắt đầu tu từ lúc giữa năm hay cuối năm hay là đầu năm thứ hai? Cũng thả chị, nhưng có điều là không có nhiều lúc trước. Ý là thả một cách nhẹ nhàng thôi chứ không phải là thả mà lâu ngày, chứ thả 2 giờ thôi. Ví dụ như gặp cái bé đó đi ngang qua đường, anh có phải thả một cái mặc dù không biết gặp nữa hay không? Vừa dẻo ghẹo chơi cho sướng miệng. Hoặc là khen bé là hot girl, hoặc là ba là chụp hình với bé xin tốt này nọ, ý là anh hay vậy lắm. Ồ vậy đó. Mà đi với em cũng như vậy luôn. Đúng rồi chị, đi với em hai đứa ngồi chung một cái con thuyền đi chơi á. Cái thuyền kia bạn bé kia cũng đi ngang qua em, mà trong khi không biết người ta là cái gì hết mà quay là chào em hot girl nha, chụp hình được không em, rồi xin Facebook lưng. Bé kia cũng trả lời là em nick anh là cái gì, trong khi bé không biết em là vợ của ảnh. Em cũng hơi bực mình chút. Em có biết là vợ mình khó chịu về những chuyện đó? Đôi lúc cũng biết mà do cái tật của mình khoái cho mình vui một cái. Mình kéo cho mình vui một cái tự nhiên. Có lần nào hết. Vợ em coi như là phản ứng? Có trên thật. Đôi lúc là kịch liệt luôn á. Đôi lúc đó em chỉ đứng hình. Im lặng đứng hình. Đúng rồi em. Xong rồi lần sau lại tiếp tục thả nữa. Có cái vụ thả thính nào mà nó bự thật bự mà nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống vợ chồng của em? Dạ có, thì lúc đó ảnh thì thả cái bạn trong nhóm của em. Nói chung là em xem bé đó là bạn bè bình thường thôi. Ảnh thì thả thính bé đó, thả thính xong anh còn nói với em nữa: anh cứu bé đó được không? Em nói là bạn của em, anh làm sao thì làm. Chừng tuần hai người nhắn tin nhau hoài luôn, cứ 11 giờ 12 giờ đó là nhắn tin cứ cười khúc khích hoài à. Em nói bạn bè nhắn tin gì tới 11 12 giờ đêm. Cái một tuần sau ổng đi công tác ở Campuchia, em thấy lo rồi. Cái em lấy điện thoại của ổng liên kết với máy tính của em á, qua đường link á là Zalo của ổng á, là ổng nhắn tin cho bé đó em đọc hết. Sáng sớm mới 6 giờ bước ra khỏi nhà là ổng nhắn tin cho bé đó rồi, chụp hình tự sướng nữa. Anh đang uống cà phê một mình em đó, tối đó hai nhắn tin tới 12 giờ đêm, em đọc hết luôn, lúc em khóc quá trời luôn. Có khoảng 1 giờ sáng em nhắn tin cho ảnh, anh nói anh tính sao, em thấy đọc tin nhắn của anh hết rồi đó. Em chụp hình màn hình là em gửi cho anh coi á, anh cứng họng không nói gì em hết. Nói chung thời điểm đó là em cũng bị hất vọng, tại vì có chuyện tình cảm không biết đâu mà anh xem trọng cái chuyện đó quá. Lúc đó em bị nghỉ việc thất nghiệp ở nhà, em bị áp lực á, giống như mình không có việc làm ở nhà, chồng lại thả thính ở ngoài nữa. Thành ra nhiều khi em suy nghĩ là chắc chồng em chán ghét em sao em cũng không biết. Lúc đó em thời gian đó sụp đổ nhiều nhất cái gì. Lúc đó em có nói với chồng em tất cả suy nghĩ này không? Em có chia sẻ nhiều, em có nói nhiều. Chứ em cũng khóc nhiều nữa. Nhưng mà có lẽ là anh hiểu những điều em nói rồi, anh tạm ngưng nó rồi. Nhưng mà cái chuyện đó anh cũng không bỏ qua được. Nhưng nó chỉ bớt thôi chứ nó vẫn tiếp tục như vậy. Thì cái chuyện đó là lớn nhất từ đó giờ. Rồi em cảm giác là em sẽ chịu đựng được cái này trong bao lâu? Đó. Chắc em không chịu đựng nổi, tại vì thật sự là cái nào như là một người mình có một cái mức giới hạn nào đó. Mà khi mà mình vượt quá em sẽ bùng phát lên. Sự là em cũng muốn nhờ chương trình giúp đỡ cho em với ảnh. Mà sự là em cũng nói hết lời rồi. Em có hiểu được cái điều mà vợ em đau khổ? Có chứ. Thì em sẽ là dần dần em khắc phục lại cho cái tật của em. Tại cái tật em nó bị ngấm từ xưa. Thì bây giờ mình phải cố gắng khắc phục từ từ. Giống như ảnh, em thấy em dễ dãi quá. Ảnh làm tới sao anh ơi. Còn tật xấu của em muốn chia sẻ luôn là em muốn anh khắc phục thiệt khắc phục nhiều hơn nữa là anh ra đường á là anh hay bạo lực lắm. Em quẹt xe với ảnh là bắt đầu ảnh xuống xe em chặn đầu đánh lộn rồi đó. Em mệt mỏi tính cách này nhưng mà anh không đánh em, chỉ đánh người ngoài thôi. Chưa bây giờ đánh vợ. Chưa bây giờ đánh vợ, bạo lực người ngoài thì có. Đó là hai cái mà em cảm thấy bất lực nhất anh, bất lực nhất. Lại không thay đổi được chồng của em. Và cái điều mong muốn của em đối với chồng thay đổi cũng là hai cái điều đó. Chị hỏi em nè, một lúc nào á mà em phát hiện là vợ em á cũng giống như em á, thả thính với một người đàn ông nào đó, thì em có hình dung được là lúc đó em sẽ như thế nào? Lúc đó chắc em cũng như vợ em vậy đó. Bực mình, khó chịu đồ này nọ, bắt đầu phải tìm ra nguyên nhân, phải làm sao. Có khóc đó. Không? Em thì ít khi nào mà ấy lắm, mà khóc toàn là trốn mình không à, chứ không cho người ta biết. Thì vợ em cũng vậy mà, vợ em cũng giấu cảm xúc của cổ mà, cổ đâu có cho em thấy là cổ khóc đâu, đúng không? Đôi lúc cổ khóc la sùm trước mặt em, chửi em luôn. Rồi á, có khi nào em nghĩ tới là một lúc nào đó em sẽ mất vợ em không?
Có bao giờ em nghĩ tới điều đó không? Có chứ chị. Tại vì trên đời đâu mình đâu đoán trước chuyện gì đâu. Khi mình mới ngồi đây ngày mai không thấy mình đâu, chị hiểu rồi. Đó thì em đang cố gắng cải thiện lại cái cách ứng xử của em với vợ này nọ. Thì em đang học từ từ nè chị. Đang học từng ngày luôn á. Mà có điểm chia sẻ là anh phải thính với người ngoài được chứ em không thể thính với không giờ. Từ lúc quen nhau tới giờ là chưa giờ thể thính em bao giờ hết á. Chưa giờ nói lời ngọt ngào với em thiệt luôn á. Em không hiểu lý do tại sao nữa. Mà giờ hỏi thêm câu nữa nè. Ví dụ như bây giờ em thả thính với một người nữa, rồi em phải có cái sự chọn lựa, mà ở đây không ai ép em hết. Chọn lựa bằng trái tim. Em nghĩ là em sẽ chọn vợ em hay là chọn cái cô đó? Em sẽ chọn vợ. Tại vì vợ là cực kỳ tâm lý. Từ lúc mà hai đứa mà quen nhau tới lúc mà tới bây giờ luôn cũng được là 5 năm. Tại vì em biết sao không? Có những cái tính cách á, nó gọi là một cái bản năng mà nó thành như là hạ ý thức á, em hiểu không? Tức là nhiều khi người ta không muốn đâu, nhưng mà nó gần như nó là một cái phản ứng mà hạ ý thức luôn. Dạ em hiểu cảm giác đó. Đúng không? Đúng không em? Em thấy ông xã em hay bị gì ngoài. Có. Đúng không? Thì thành ra là nhiều khi chồng em không muốn. Đúng. Nhưng mà nó bị như vậy đó, rồi sau khi mà mình làm rồi mình mới thấy ủa sao tại sao mình lại như vậy, tại sao mình lại như thế. Đúng rồi. Cái đó nó là bệnh á. Thì cái việc của em á là cái việc gì? Phải là chận từ lúc đầu, mình phải xác định rõ ràng chồng mình, nếu cái việc mà anh Hoa bay bướm ở ngoài cái thả thính nó là thật mình mới sợ. Còn cái này á nó không phải là thật, nó là ảo, em hiểu không? Thì em phải bộc lộ tất cả những cái cảm xúc của em cho chồng em biết, em không đồng ý như vậy, em phải chặt từ từ. Em không có chịu đựng cái đó. Đó, mà em phải là người sát cánh bên chồng em, hỗ trợ cho chồng em để từ từ bỏ cái đó đi. Em hiểu chị không? Đó cho nên tại sao chị mới hỏi hoài là nếu cho em lựa chọn thì em sẽ lựa chọn ai, cuối cùng vẫn đáp số vẫn là em. Thì bây giờ sau đây là chị nghĩ như vậy nè, em phải sát cánh bên chồng em để từ từ dẹp bớt tất cả những cái đó đi. Hai em hả? Em nếu mà vợ em hỗ trợ thì em cũng nên bỏ chắc từ từ đi. Phải, em bỏ phải đi tập ha. Cho nó hết. Ừ, tập đi. Và thậm chí nếu mà được hứa với vợ một lời gì hứa để vợ an tâm, để mà còn sát cánh với em nữa, chữa cái bệnh này. Đúng rồi, hứa chương trình nha. Nghĩ là hứa chương trình, hứa với mọi người đi, không trốn được. Em cũng tập nói những lời hoa mỹ với vợ em đi. Sau chương trình này thì em sẽ là chú ý đến cảm xúc của vợ hơn. Để ý nhiều hơn vợ muốn gì và cần gì, và sửa lại cái tật xấu của em. Thì hai vợ chồng thì sẽ chắc ở tới chết. Đúng là thật lòng đúng không? Đúng không? Chắc là sẽ ở tới chết. Ví dụ như hoa mỹ là sẽ ở với nhau tới ngày răng long đầu bạc, sẽ đến ngày cuối đời sẽ ở với nhau tới chết. Đó. Còn này, rất thật luôn. Anh hy vọng rằng là lời hứa của em sẽ thực hiện được. Và hai vợ chồng sẽ cùng đi đến nhau đến trọn đời trọn kiếp nghe. Đó hoa mỹ đó, cái này là bạn đó, 2 trong 1, 3, 4 và sẽ đó. Có một thiên thần xinh đẹp kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình đó. Giờ làm gì đi, tụi tôi không có dòm đâu. Hùng để đi đó. Làm gì đi cho vợ sung sướng hạnh phúc rồi. Hùng em đi đó đó. Rồi đây, xin chào hai em. Thì mới nói là rảnh thì đi cà phê vậy thôi. Thì bạn này lúc đó từ chối hoài, các em nghĩ trong lòng nó chở sao thằng này nó chảnh. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi, em bị đơ hoàn toàn luôn. Cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Nhưng mà bạn này nói với em một câu là không có nghĩa là phải cưới. Tại vì sao? Em là phụ nữ. Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn. Làm gì làm phải có đám cưới đàng hoàng. Và bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. Dạ, dạ. Em chào hai anh chị ạ. Em mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quốc Thuận. Em tên là... và em xin chào tất cả các quý khán giả ở đây và các quý vị xem đài. Em tên là Duy Khánh, hiện nay em 23 tuổi và em hiện đang kinh doanh. Dạ. Wow, Duy Khánh. 23 tuổi thôi hả? Ôi, sao nhìn chững chạc vậy trời. Nghe nè, em có hoạt động trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật được không? Dạ, hiện tại thì chưa. Nhưng nói chung là em đang làm trợ lý cho ca sĩ. Trợ lý cho ca sĩ? Dạ. Ca sĩ nào vậy? Dạ. Thì đó, tí nữa em sẽ giới thiệu sau. À, tí nữa. Còn dạ. Em? Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em tên là Huỳnh Tú, em 28 tuổi, hiện em đang là ca sĩ tự do. À, hiểu không? À. Do thì tôi biết là trợ lý cho ca sĩ nào rồi, đúng không? Rồi, bây giờ hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Thì 2 năm trước thì em đang đi chơi đám anh em của em. Em đi vô một cái quán acoustic, lúc đó Tú lên hát. Lúc đó mình chưa biết Tú là ai cả.
Thế Tú lên hát, Tú hát cái bài Zombie. Mê liền luôn, mê liền luôn. Cái ông anh nó không nói em. Ê Philippines, Philippines. Đổ lên chị Danh. Nhỏ Philippines. Ủa ghê vậy, ghê vậy. Hay quá, hay quá. Kiểu như một cô nàng có ngoại, một ngoại hình rất là cá tính. Tóc ngắn như này, mắt đăm chiêu nhìn xung quanh cười mỉm. Đó. Chết người. Nhưng mà anh thắc mắc là cái bài hát Zombie á, dạ, cái bài đó nó như thế nào mà khiến mà em mê mẩn như vậy? Dạ đó, à, nhất là đó bây là bài giờ chắc có lẽ thích. Chắc mời Tú hát thử một câu hai câu được. Ra cái bài đó nó không có kiểu nó tình cảm nó gì, nó là một bài hát rock á anh. Đó là bài rock. Kiểu hát đâu em cũng không biết tại sao mà kiểu nghe xong mà cái lại như vậy, thay vì giống như người ta hát một cái bài đó nhẹ nhàng mình ấn tượng, nhưng mà không, ông này rất là ngược đời. Bây giờ hát lại một câu cho Zombie. Dạ, hả? Ờ. Được mà, cái gì? What's in your head, zombie, zombie, zombie. Đó, mày nhấn 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 rồi nè. Là hiểu vì tức sao. Tức là thích thích cái vụ mà. Anh nghe. Nhưng mà thật ra là như vậy nè, em đã gặp bạn này trước khi bạn này gặp em ở trong cái chỗ mà em làm. Oh, vậy à? Em có thói quen là em rất thích đi uống rượu. Thì là vô tình hôm đó là lần đầu tiên em tới cái quán đó là em gặp bạn này. Thì tính em từ trước đến giờ là em luôn để ý những cái người mà ít nói. Thì sau thì em cũng thấy ấn tượng, thì em mới hỏi bạn của em nói chợ các bạn kia nhìn hay quá, sao kiểu anh có quen không. Thì sau đó bạn em mới nói một câu đó, em mày ơi nhìn nó vậy thì nó gay. em cũng bất ngờ, nói trời sao giờ nhìn đâu cũng thấy đàn, vậy nhìn đàn ông quá, nhìn đàn ông quá sao vậy, uổng quá ta. Thì xong rồi thôi, thì sau đó là vô tình thì em cũng không biết là bạn này đã từng coi em diễn ở bên cái quán đó luôn. Ở sau đó thì chắc chắn là Khánh là người chủ động là thường xuyên rủ em đi ăn, đi uống, đi chơi. Thật ra không, lần đầu tiên là em chủ động. Có nghĩa là em chủ động ở, có nghĩa là em không có cái vấn đề về cái việc tình cảm với bạn này. Mà là có nghĩa là em thấy bạn này nói chuyện rất hợp. Và thật sự là khi mà nói chuyện vài lần rồi em vẫn nghĩ bạn này thuộc giới tính thứ ba, chứ vẫn không phải là đàn ông. Thì mới nói là rảnh thì đi cà phê vậy thôi. Thì bạn này lúc đó từ chối rồi, cái em nghĩ trong lòng nó chờ sao thằng này nó chảnh. Sau cái sau đó thì mới thừa nhận với em đó là thật ra không phải là Khánh từ chối mà là Khánh mới lăng kim. Khánh mới lăng kim nên rất ngại ra đường. Bạn này bạn rất là điệu, có nghĩa là lúc nào cũng sợ mình xấu. Nhưng mà lúc đó là em vẫn xưng hô bằng chị đúng không? Lúc mà ngày đầu tiên nhắn tin với nhau á thì Tú nói là thôi đừng xưng chị em vậy. Tại vì em nghĩ cũng xem tuổi thôi, xưng tên được rồi. Xem lắm. Nhưng mà có hỏi tuổi không? Lúc đó em chưa, mà thực ra nhìn bạn này em không nhỏ hơn em có 5 tuổi đâu. Nhưng mà thật sự là em có thích người nhỏ tuổi hơn mình không? Thật ra là sau khi em chia tay cái người bạn trai cũ là em có một cái lời thề là em không bao giờ em quen người nhỏ tuổi nữa. Thì chia tay được 2 năm sau em gặp bạn này thì lúc đó em nghĩ là chắc xem tuổi, tại vì nhìn cái ngoại hình bạn này lúc đó là rất là cao, tên này kia mặc đồ cũng chững chà. Đến lúc mà em biết được bạn này nhỏ hơn em 5 tuổi em bị đơ hoàn toàn luôn. Thì kiểu như mình cũng nghĩ nó chết rồi, giờ cái số ta kiểu giống như kiểu ai chị em ở nhà ông chọc nó thôi mày ơi, cái số mày là toàn chỉ gặp trai trẻ hơn thôi, mày chấp nhận đi. Có kệ nó vớt được. Dạ đúng rồi. Cái số của em. Dạ. Trước khi tới hôn nhân hai bạn có tới đâu chưa? Có nghĩa là tới đâu là tới đâu. Ăn cơm đó. Tụi em thực ra làm khi em có em bé rồi mới cưới, hai đứa mới cưới nhau. Dạ nhưng mà em rất là sợ người ta có cái suy nghĩ là mình có em bé để người ta đưa em đưa bạn này vô cái việc cưới ép cưới. Thì cái lúc em cũng có nói thẳng với bạn này em đó là em không có cần cưới. Các em bé thì sinh có nghĩa là tự lực cũng như là kiểu là kinh tế về như em vẫn có thể em tự nuôi con. Nhưng mà bạn này nói với em một câu là không có nghĩa là phải cưới, tại vì sao, em là phụ nữ, phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hơn, làm gì làm phải có đám cưới đàng hoàng. Nhưng mà bây giờ tụi em là ở chung với bên gia đình nhà. Bên nhà em, bên nhà của Tú à, tại vì mẹ Tú có một mình à. Dạ, với một phần đó là em đi làm ở bên nhà em thì nó sẽ gần, nó tiện hơn là bên nhà của Khánh. Biết cưới được bao lâu rồi cơ? Dạ đến giờ là cưới hơn một năm, cưới một năm mấy rồi. Một năm mấy. Thôi bây giờ vô luôn cái phần gọi là tật xấu đi, dạch mặt đi. Ra mọi người nhìn vô á, lúc đầu thì nghĩ là chắc là em kiểu em hay ăn hiếp bạn này, mà không có. Còn thật ra em mới là người chịu chậm nhiều nhất. Có nghi Khánh em ăn hiếp không có đâu. Tại vì thật ra em từng tuyên bố mà em nói bạn là thật ra tại vì tụi em giỡn, tụi em hay xưng mày tao với nhau. Em nói tao nói thiệt mày nghe, tao mà bây giờ tao làm có tiền tao thành đại gia. Nguyên cái nhà này nè, bên nhà mày, bên nhà tao lắp hết camera toàn bộ để sao tao quay lại cho mọi người biết hết cái bộ mặt thật của mày. Mày ở riêng với tao mày như thế nào với tao. Cái đầu tiên bây giờ em nghĩ tới nhất là hay tóc váy lắm. Có nghĩa là em đang đứng xong lấy cái tay quệt lên chơi vậy đó. Xong cái em qua em chửi cái xong mà thấy mẹ em. Thế em sao cái quay là có nghĩa là một cái con người khác. Lật ngược thế cơ. Em sao vậy? Trời mẹ anh Ti dạo này em ở nhà anh Ti.
Trời Ti dạ nó sao, nó hay chửi con, ăn hiếp không mà con buồn lắm mẹ. Mà mẹ em bên mẹ em tin có nghĩa là lúc nào mẹ em cũng nói ở con nó đi rồi kệ nó vậy đó. Nhưng mà không biết là nó có xong rồi mẹ em vừa quay mặt đi có lấy cái tay hả, khiều móc em quẹt đủ thứ trò để kiếm chuyện với em vậy đó. Nhưng mà đây là một người đàn ông rất là mạnh mẽ đúng không? Cuộc đời anh ấy chắc chả bao giờ biết sợ một cái điều gì đúng không? Dạ sợ chứ, sợ dáng. Rồi ta có nghĩa là cái phòng em là có cái toilet ở trong phòng luôn. Bữa thì đang đứng này cái tự nhiên ông nói trời ơi em học cái gì? Ủa con dán trong toilet. Không dám bước vô toilet luôn mặc dù đang rất là mát. Em đi vô thì em bóc con dán này em bỏ xong mới dám đi. Trời ơi, bả đàn ông ghê không? À, rồi còn cái gì nữa không? Tật xấu gì nữa không? Rồi bạn này có cái xấu là hay xấu ngủ. Nhiều khi đang ngủ các em kêu có việc gì đó. Nhiều khi em sợ ma, em nghe tiếng gì lục đục giữa đêm các em khều khều. Cái là cái gì là quạo với em rất là xấu ngủ. Có một hôm không vậy thì đợt có tự nhiên ở nhà trong phòng em tự nhiên đâu có chuột con. Em cũng sợ mà tại vì em sinh em bé thì nhiều khi có mấy cái bài báo em đọc em thấy sợ chuột nó nghe mùi em bé nó hay gặm em bé. Em nghe lụt lụt cái em khều, em nói trời anh. Thế xong rồi, cái gì vậy đó? Rồi anh đứng lên coi hình như có chuột hay sao á. Ôi ôi, ghê lắm, sao đứng anh cũng sợ chứ bộ. Anh còn quay mặt ở bên kia chùm cái mền lại ngủ để em. Em điên lên không em hề lên. Luôn. Cái xong rồi em lại đi em khều là mấy lần nữa. Cái lát hồi mới đứng dậy em nói trời, lỡ chuột rồi lỡ ví dụ hả? Ví dụ em nói giờ quạo vậy đó. Em nói lỡ ví dụ giữa đêm mà ví dụ em bệnh hay là dù lỡ có cái chuyện gì trong này rồi xong kêu vậy cái quạo vậy đó hay sao? Em kể đúng chi tiết cái ơi. Thôi đi. Có mấy đợt kêu giữa đêm phải quạo không? Rồi bây giờ tới phiên em đó Khánh. Diễn đàn này bây giờ lật ngược lại tới em đó. Tật xấu của vợ em là hay nói xấu chồng mà nó xấu không chúng chính xác. Không hề luôn. Không hề luôn. Mới nãy. Đúng chính xác luôn. Tôi sống không bằng ông. Kể mười mà dính có hả 2-3 cái à. Tức là viết thêm nữa. Chính xác. Viết thêm nữa. Thêm đó. Kiểu như là em là người xấu lắm luôn á. Nhưng mà anh hỏi em nè, có phải là cái thú của vợ em là cái thú đi nói xấu chồng đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì đâu? Ở nhà em chịu đựng những cái mà không có ai hiểu. Đâm ra bây giờ em gặp người ta em tức em bức bố em phải kể. Nhưng mà em vui không? Vậy. Nhưng mà em vui không? Vui. Vui. Đúng rồi. Rồi còn gì nữa Khánh? Ăn uống và mua sắm nha. Ăn thì ví dụ như là em muốn ăn không thì anh chở em đi. Thôi làm biến quá. Đặt về. Ăn đêm á. Ừ. Kêu than mập, sợ mập. Sáng uống giảm cân tối ăn đêm. Có một bà chị khác hỏi Tú về cái việc giảm cân. Ừ. Ok thì bà này thì chửi bà kia. Chị uống giảm cân mà chị không bao giờ chị ăn uống điều độ thì làm sao mà giảm cân được, chửi người ta. Sáng không ăn không sáng. Đâu. Mấy... chưa ăn ít. Thôi em uống húp canh thôi. Chiều ăn thôi em uống húp canh thôi. Tối ăn khuya. Trời ăn gì ăn phở. Ăn lẩu. Không có, đó là cái hôm mà em ăn đêm là em xả, em đang xả thuốc em không hề uống thuốc. Em mà. Xả gì em xả còn làn ghê. Còn một cái gì mà thuộc về xấu không phải hay không nè? Nè có hay bỏ bê cái chuyện ấy không? Nữa ấy nữa sao em hỏi ấy hoài vậy? Nó hỏi ấy hoài kìa. Hai vợ chồng rất trẻ, dạ. Không? Rất trẻ cho nên là nó phải hừng hực lên mọi thứ. Đây hay hừng hực hơn em. Em nào cũng hừng hực hết trơn á nhưng mà vợ em sao á? Sao? Như lúc ai, thực sự là em rất là buồn ngủ giống như chính xác luôn. Mà em xạo em ơi. Tối hôm qua em buồn ngủ lắm, em kiểu như mấy hôm nay em bệnh. Cái em lại em ngủ. Ủa em ngủ hả? Thôi vậy giỡn chút chơi. Thì em giỡn thì em giỡn cái mức độ em thôi. Giờ em giỡn tới cái giờ đó thôi mình giỡn xong rồi thì giờ mình vui xíu xong mình mệt mệt xíu để mình giỡn. Nãy giờ không vui rồi. Hay có cái câu hỏi em anh giờ anh khỏe quá nào mình làm gì cho mệt xíu không vậy đó. Hay vậy đó. Nhưng mà vợ em bị có cái là quá mê điện thoại luôn, kiểu như là đang cầm điện thoại chơi game nè, vòng chồng mà giỡn giỡn cười khều cái thôi em không thích. Em cứ khều tiếp. Thôi nha, em thích nha. Nhưng mà anh thích được rồi. Em cứ khều cái không thích nữa. Cái em tuột hứng. Bị mất lửa. Rồi thôi, em dùng quay bên kia. 3-4 giờ sáng rồi, quay qua khều. Ủa ngủ rồi hả? Anh ngủ hả? Muốn làm gì má? 4 giờ sáng rồi muốn làm gì má? Thôi bây giờ quay trở lại. Em mong muốn bà xã thay đổi điều gì? Vậy bà xã em hoàn hảo quá sao giờ? Em thì em không tự nhận em hoàn hảo gì hết, hay ai cũng có cái khuyết điểm thôi. Điểm như là cái mà em được ra là em chỉ mong muốn bạn này là kiểu như là bớt kiểu cái xấu ngủ là cái xấu ngủ đó vậy thôi. Ồ, chứ không có cái gì chứ. Anh từng nói là vậy cái thôi đó hả? Bản chất của em, cái bản tính đó giờ vậy rồi, em biết mà. Sao không, sao một vậy? Cái nữa là giận cá chém thớt. Từ lúc cưới giờ em không có rảnh em cãi lộn luôn á. Kiểu như em kiểu thôi, kiểu mỗi lần bắt đầu gây nhau là em sẽ im lặng. Bạn này á không to tiếng. Nhưng mà khi bạn này kiểu như bạn này bực mình hay là bạn này giận cá chém thớt, bạn này sẽ nói ra những cái câu nói rất là có nhiều khi là em bị tổn thương. Ừ. Nó có một cái nguyên nhân, tức là bạn này thực ra cái lứa tuổi, em phải cho bạn sống đúng lứa tuổi của bạn. Dạ đúng. Chứ bạn không thể nào sống vượt lứa tuổi của mình được. Cho nên
nói gì thì nói, có nghĩa là khi mà bạn có chững chạc mấy đi chăng nữa thì vẫn bạn mà. Vẫn là lứa tuổi này, dạ, cho nên nó vẫn phải có những cái gọi là đặc trưng của lứa tuổi đó. Dạ, đúng. Đúng rồi. Thì thường á là vậy đó, nhưng mình kềm không được á, nhiều khi mình cũng bí văn nữa, bí văn á mình nói những cái từ ngữ hoặc là những cái vấn đề nó sẽ làm tổn thương cái người phụ nữ, tại vì lúc đó mình nóng quá, mình nói cho đã nư mình mà mình dạ. quên đi cái vấn đề đó, thì cái đó là nên đổi. Dạ. Cho dù bạn ở lứa tuổi nào cũng vậy, bạn phải bỏ ngay và liền cái việc đó. Giỡn nhau thì được, giỡn dạ nhau xuống mày tao chỉ tới dạ. đúng không? Dạ đúng. Nhưng khi bắt đầu mà vô cái vấn đề nó nghiêm túc rồi dạ. mà mình tổn thương cái người phụ nữ không bao giờ quên được. Dạ. Cái hoàn cảnh của hai đứa bây giờ á, tức là hiện giờ mọi thứ đang tận hưởng cái cuộc sống này. Dạ. Tại vì mọi thứ nó còn quá mới, quá son. Dạ. Dạ. Thực sự bây giờ là đang yêu mà yêu dễ sợ lắm. Dạ. Chỉ muốn là lúc nào cũng vậy giỡn thôi. Dạ. Bạn vợ bạn cực kỳ duyên dáng, là nó nghiêm túc luôn, rất là duyên luôn. Và cái cá tính này là thực sự là Khánh yêu là đúng rồi. Thôi bây giờ chúc cho hai vợ chồng duyên dáng như thế này mãi nhé. Dạ. Dạ. Dù là thời gian có là bao nhiêu đi nữa cũng luôn luôn vững vàng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Dạ. Nha. Rồi, cảm ơn em. Thì hẹn 11 giờ thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh, tức là em hỏi là where are you mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc. Chừng nào xăng xuống 15.000 em cưới anh. À. Chết cha vô giọng quá. Dạ, xăng nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu ta. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là kiểu này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn, nhưng mà vô tình năm sau xuống 15.000 thì có xuống thiệt đúng 15.000 luôn chị. Ủa vậy đó hả? Dạ, dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với một cặp vợ chồng thứ hai. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em, mời hai em ngồi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quốc Thuận, chị Quỳnh Vân và quý vị khán giả. Em là Trí Thiện, năm nay 26 tuổi. Hiện em đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thế còn em? Dạ, em chào anh chị. Em là Hồng Thương, em 25 tuổi. Hiện em làm nhân viên kinh doanh của một công ty dịch vụ về golf. Về gì? Dạ, đánh golf á anh. À, golf đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi, hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em là quen nhau từ 4 năm trước. Lúc đó thì em mới là sinh viên vừa hai vợ chồng là sinh viên ở trường đại học hết. Và em với vợ thì chung một đội văn nghệ, diễn chung một chương trình. Đến một cái ngày đẹp trời nọ, một cô bạn của cô này đăng hình ảnh lên Facebook. Và cô này vô comment, cô em biết là cái cô này là trong đội chung văn nghệ chung với mình nè. Thế là em bắt đầu vô xăm xôi, thấy cũng đẹp cũng dễ thương. Thế là mới bắt đầu nhắn tin là quen này nọ. Nhưng mà sau đó về mới biết bạn bè nói là nó có người yêu rồi, nên thôi đừng quen nó chi mất công lắm. Thế là rồi em cũng luôn. Dạ đúng rồi. Còn em thì lần đầu tiên em gặp anh này thì ấn tượng gì không? Dạ không, lần đầu tiên mà em gặp mà chồng em á là hai đứa em casting trong đội văn nghệ. Thì em đậu mà ảnh rớt cho nên là em không có ấn tượng gì hết. Ủa vậy thì sao mà đến được với nhau? Thì đến sinh nhật của bạn này thì bạn bè mới rủ nhau tổ chức sinh nhật cho bạn. Lúc đó thì em cũng mới biết được là người yêu bạn đó cũng mới chia tay rồi, nên là bắt đầu dụ dỗ nhau. Và vô tình cái đợt đó là cái đợt World Cup. Thế là em càng có lý do hơn để mà rủ nó đi nữa. Cứ bắt kèo với anh nha. Ok anh. Cái em bắt đầu suy nghĩ là thôi bắt kèo dưới, giả bộ chấp cao cao lên cho thua để cho ba ăn. Đúng rồi đó. Xong rồi cứ mỗi lần thua cái dắt nó đi coi phim, đi ăn uống, từ 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 cứ rồi quen nhau. Tức là có chiến lược hết trơn rồi. Trí Thiện mà. Kiểu gì thì cũng phải là đi ăn, đi coi phim đồ, gặp nhau đồ. Cứ đi ăn như vậy thì em thấy anh này cũng ok, tức là tính tình cũng được. Nhưng mà cái quan trọng mà để cho em quyết định là bật đèn xanh cho ảnh cua em là do hai anh em đi hẹn ở trong trường đi ăn trưa. Thì hẹn 11 giờ thì tầm 10 giờ rưỡi em nhắn tin cho ảnh là WAU dấu chấm hỏi. Wow. Xong rồi anh này trả lời lại là anh đang ở căng tin. Đó là em thấy là thông minh, tức là em hỏi là where are you mà em viết tắt. Xong rồi anh này anh cũng hiểu được và anh trả lời cái tin nhắn đó được. Em kêu thằng này có đầu óc chứ không phải là dạng thường. Bạn này thì bao lâu mới ngã gục bởi anh này? Chắc cũng là từ lúc chắc, đó luôn đúng không? Dạ không, chắc phải nửa năm. Rồi sau. Trong nửa năm đó là chắc tấn công ào ạt lắm đúng không Trí Điện? Dạ, nói chung là em lúc mà em cua bạn này thì nhà em ở dưới Bình Chánh, còn bạn này ở quận 2. Cứ tối tối là em chạy từ Bình Chánh chạy lên quận 2.
từ quận 2 chạy về Bình Chánh. Mà lúc đó thì xăng nó cũng giá cũng không có cao lắm, nó khoảng chừng 26-27 ngàn lít thôi. Đâu 28 ngàn mấy trăm lận, 29 nhớ. Nhưng mà bà nó có nói đùa với một câu, đó là lúc đó là xăng đang là 28 ngàn rồi, bà nó mới nói em là chừng nào xăng xuống 15 ngàn là em cưới anh. À. Chết cha, vô giọng quá. Dạ, nhưng mà xăng nó lên thôi chứ đâu có xuống đâu. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ tới việc là ồ, cái này chắc là chờ tới không biết khi nào luôn. Nhưng mà vô tình năm sau xuống 15 ngàn thiệt. Có xuống thiệt, đúng 15 ngàn luôn chị. Ủa vậy đó hả? Thiệt hả? Dạ đúng. Vậy là em phải cảm ơn Bộ Công Thương. Rồi lúc đó làm sao? Từ lúc xăng xuống 15 ngàn là một năm sau thì tụi em cưới. Cưới nhau về bây giờ là được bao nhiêu lâu rồi em? Dạ một năm 8 tháng. Sau khi cưới nhau về rồi, bữa giờ ở với nhau, có thấy tật xấu gì lòi ra không? Phải vô thay đổi, đổi tướng ngồi liền. Đó. Cho em kể trước đó. Em kể trước. Đó. Đây gọi là không phải là tật xấu, là một tật xấu mà là chùm tật xấu đi chung với nhau. Đó là xạo chó, nói leo, cãi vợ, hù với nhà vợ để ăn hiếp em. Bà này giống như bà chất chứa trong lòng của vợ hay sao? Một lần đó thì đi vô thang máy, thì ảnh mới hỏi em là em ơi, nếu như mà thang máy đi từ tầng 1 lên tầng 25 nhà mình thì động năng thế năng thay đổi như thế nào? Thì em cũng lục hết câu trả lời của em, tại vì em cũng nghĩ là ảnh nói chuyện với mình rất là khoa học. Thì em cũng kêu là động năng dần chuyển thành thế năng, rồi dần cho đến khi động năng bằng không thì mình sẽ đứng lại ở tầng 25. Xong rồi ảnh mới hỏi em một câu rất là trí tuệ nữa. Vậy thì trong lúc mà động năng với thế năng thay đổi như vậy thì cái độ mà hít thở không khí với phổi của mình nó chịu đựng nín thở được trong bao lâu? Em mới trả lời là em không biết thay đổi như thế nào, nhưng mà chắc cái trong tình thế này em sẽ nín thở được 45 giây. Xong rồi anh sẽ nói là thôi em thử đi, trong lúc thang đi lên thì em thử đi có 45 giây không, để cho anh đánh rắm. Nghĩa là rất duyên dáng, màu là trước đón sau đó. Để mà gọi là cái tâm sinh lý dạ đúng rồi đó, có xạo chó nó như vậy chứ. Xả một cái dạ có đúng xả rồi không? Dạ có xả thiệt, trong lúc em đang nín thở thì anh nói câu đó là em đang nín rồi. Xong cái em kêu ủa vậy là anh đánh thiệt á hả? Ừ thì em nín tiếp đi 45 giây thì cỡ nó mở rồi là hết rồi. Còn gì nữa còn chuyên môn làm hồ với nhà em để ăn hiếp em. Ảnh hay bị thích uống nước ngọt thì em kêu là không có tốt cho sức khỏe, nhưng mà chuyên môn bắt đầu mẹ uống Coca không mẹ, cái xong cái mẹ em cũng thương ảnh, mẹ em kêu ồ thôi mẹ uống đi. Xong cái ảnh mới là đá mặt lên với em, anh lấy cho mẹ chứ anh uống nha, chứ không phải một mình anh uống đâu. Xong rồi cái em nói với mẹ không uống nữa, mẹ để im, mẹ không có uống thì sẽ không uống. Cái xong rồi mẹ em chửi em, cái con này nó đi làm mệt mỏi về cả ngày có một lon Coca cũng cho nó uống, ác độc. Suốt ngày bị mang tiếng ác ồn. Dạ đúng rồi, ảnh cứ lúc nào cũng làm cho người ta nghĩ là trời em giống như là một con ác phụ trong gia đình vậy. Rồi bây giờ tới em đó Trí Thiệt. Tại vì vợ em cũng là hoàn hảo lắm rồi đó, chắc cũng không có tật xấu gì nhiều. Chỉ có cái là hơi tiếc tiền. Mấy dịp lễ này nọ thì em cũng hay, cũng là chồng mẫu mực cũng hay ga lăng là mua hoa mua quà cho vợ. Mà mỗi lần mua về mình hí hửng hửng cầm hoa về đó, vợ anh cũng hoa cho em nè. Cái đó, trời ơi mua chi vậy, mua điện hoa mắc gần chết rồi mua chi bất công không. Cái lần này đi mua hoa về cũng bị chửi riết em chén không nhưng mua hoa mà không mua là không được đó. Dạ đúng rồi, kiểu như người cũng có đầu óc á anh, bị em chửi hoài cũng thông minh. Tức là ví dụ như là chuẩn bị tới 20 tháng 10 thì trước một tuần đó anh sẽ mua một 50 hoa hồng về cho em cắm cho tới qua ngày 20 tháng 10 là đủ có hoa đó. Thông minh tại vì mua trước là rẻ tiền nữa. Dạ đúng rồi, đúng không? Rồi còn gì nữa? Chuyện thứ hai là em không có ánh sáng nhiều lắm, còn vợ em thì rất là thích màu mè. Có một lần vợ em bệnh chắc cũng nặng, cái hơi nằm trên giường bệnh xong rồi cái khều khều em lại nói em tưởng là chị quan trọng lắm, chắc là cũng kêu lấy nước hay gì đó để mà chăm cho vợ mình đó. Anh ơi cái gì em, anh xuống dưới kia lấy cho em cái đèn 7 màu đi. Dễ thương quá vậy. Nằm bệnh em cứ tưởng coi đèn 7 màu. Đèn 7 màu tới giờ vẫn còn thích không? Dạ giờ vẫn còn thích. Cái đó phải tật phòng xấu giống đâu. Như cái quán karaoke. Dạ đúng rồi, quán karaoke. Quán karaoke luôn. Karaoke luôn. Màu sắc luôn. Rồi mong muốn vợ thay đổi điều gì? Những cái mong muốn của em nhất là vợ em bớt nóng tính lại. Cái thứ hai là bớt hạ tiện, bớt tiết kiệm lại một tí. Nói còn em? Dạ em mong muốn là chồng em bớt chủ quan, tại vì anh nghĩ là anh thông minh và thật sự là anh thông minh thiệt. Anh nghĩ rất là nhiều. Anh hay chủ quan như cái tính đó của anh, cho nên là có nhiều chuyện nó sẽ bị hư em. Nhưng mà cái sao mà hà tiện là sao chị? Chưa, cái mà nãy em kể cái vụ hoa đó là chị thấy đâu phải hà tiện đâu. Chuyện em đi, em thì thường hay đi ra ngoài nên em sẽ dùng cái dầu đầu riêng của em của Nam. Vậy em đây sao dùng cái đầu của Nam chim không vậy, mắc tiền nữa, xài lại bôi đi đó, tiếc tiền đó. Vậy không em xài dầu đầu kia.
À ừ, cái đó thì đó thì đúng rồi. Cái đó mới là cái mà cần phải nói. Còn cái vụ mà mua những ngày lễ á, có thể từ bông mà mình chuyển ra những cái gì vật dụng để mà mình xài cũng được, chứ không nhất thiết là phải tặng bông, đúng không? Cái việc mà chồng yêu cầu á là hà tiện đó thì là nên thay đổi chút xíu. Thật cặp vợ chồng này quá son, quá quá trẻ, quá dễ thương, quá đáng yêu. Thôi xin chúc hai em luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc mãi như thế này. Rồi xin chào hai em. Cảm ơn chị. Cảm ơn tụi em. Tầm tháng đi 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Trời. Thời điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó thì rồi. Thành ra là mình bị say nắng. Em mới gọi FaceTime liền, cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Quân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Ngọc Gia Huy, em 27 tuổi. Hiện tại em đang làm kinh doanh cho nhà. Gia Huy kinh doanh bên gì? Dạ nhà em thì làm về xưởng giấy đó. Mời em. Dạ em tên là Nguyễn Mỹ Duyên. Dạ năm nay em 28 tuổi. Em hiện tại chỉ trông con thôi, với lại phụ lặt vặt trong nhà thôi. Vậy hả? Dạ. Ở nhà trông con thôi. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào? Ai là người để ý ai trước tiên? Dạ, gặp nhau ở chỗ làm. Hồi đó cả hai đều làm trong sân bay á, thì hai đứa là làm ở hai quầy khác nhau, nhưng mà được cử đi support ở một cái quầy là do cái quầy phở trong sân bay nó đông quá. Thì lúc mà qua bên đó support thì mới gặp bạn này. Nhưng mà lần đầu tiên em nhìn thấy anh này có phải là em bị đứng hình bởi cái nhan sắc của anh không? Dạ không, hai đứa lúc nào ghét nhau. Lúc mà làm á thì có va chạm là không có làm đúng theo cái setup ở cái quầy đó, thì em có nhắc nhở thì bạn này là lúc đó là phản ứng lại với em kiểu như là đã đi support mà muốn làm sao làm mà đừng có mà còn nề nếp này nọ. Còn Huy thì sao? Dạ. Huy lần đầu tiên gặp cô gái này thì có ấn tượng nhau? Dạ mình lần đầu tiên thì cũng là không thích nhau. Tại lúc đó em có bạn gái rồi. Rồi lúc đó là khách đang đông thì mình lấy nhanh cho khách cái muỗng, nhưng mà chỉ là do là cái muỗng đó không dành để ăn cái món đó thôi. Nhưng mà thật ra là đúng rồi, nhưng mà thật ra là khách lúc đó đang quá đông, em thấy là bạn này là giống như là bị nguyên tắc quá đáng, đúng không? Bị nguyên tắc quá đáng. Nhưng mà làm ở khoảng chừng tầm tháng đi 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Nói chung là nhìn chưa có nhìn cái mặt, nhưng mà nhìn dạ, trước tiên là nhìn cái dòng ba, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, nói như là sau đó là em chắc chắn là phải có tấn công, đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ là hỏi bạn này là nhà ở đâu, em qua em chở đi làm vậy thôi. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok xong cái cũng gần mình cũng lên đồ đi. Tương tất lắm, xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn à. Cái lúc đó là em đã bớt ghét bạn này chưa? Dạ có rồi, thì lúc sau là cũng chứ số điện thoại rồi nhắn tin với em á qua Zalo không à, chứ không có xài Facebook nhiều. Thì sau này em mới phát hiện ra là có bạn gái, là giấu bạn gái trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Trời. Thời điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trông núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm. Mình hay đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi. Dạ, dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi một tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện là trước cái ngày đó. Dạ, có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi á, là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. Nếu mà quen á thì duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì một tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á. Thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu. Mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bị gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nghe cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em lúc đó phá sản luôn. Em đi làm vậy đó, nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm, nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá,
rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm, nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả, rồi ba mẹ ly dị, xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Dạ, đúng rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Hồi đó rất là khó luôn, là đi ăn, ăn cơm vậy nữa. Phải lựa cái quán rồi rẻ nhất mà ăn. Tại vì bây giờ còn rất là khó khăn. Bây giờ ngoài cái chuyện đó thì trước khi cưới còn cái biến cố gì nữa xíu à? Dạ, trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật. Say nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa là em làm ở quán bar, mấy anh chị ở trong cũng quý, kiểu như là mình vô mình không có chọc ghẹo ai hết. Tự nhiên đến lúc gần cưới thì mình mới bị say nắng. Kiềm chế không được. Say nắng. Say nắng ngang ngược vậy đó hả? Say nắng ngang ngược. Say nắng ngang ngược là do là gần cưới á, thường gần cưới thì ai cũng áp lực hết á. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào. Ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó rồi. Thì thành ra là mình bị say nắng. Làm sao em biết được điều đó? Tại vì cái giác quan của em nó rất là ghê. Thì cái ngày hôm đó ông này cũng đi làm mà em coi định vị thì không được, tức là không có mạng, thì em mới gọi luôn, nói đang ở ngoài cà phê. Em nói ủa anh ở cà phê mà bây giờ anh không có 3G, không có wifi, anh chơi cái gì? Cái em nói để em nạp kẹt cho anh đăng ký 3G cho em. Em mới gọi FaceTime liền, cái ngồi ở giữa cái quán cà phê mà lựa cái chỗ nắng thiệt nắng mà ngồi. Xong rồi cái em hỏi đâu cái bill nước của anh đâu, cái kêu anh không có bill. Cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa, bên nhà em là không biết. Em chỉ gọi điện cho mẹ ông này, em nói là bây giờ Huy vậy á rồi con không cưới nữa, rồi không biết mẹ nói sao với mẹ Huy á. Mẹ la mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả, đã cưới là phải xác định. Hên là cũng chưa nói với mẹ vợ cho nên em năn nỉ mình xin lỗi một lần đó thôi, rồi mình chỉ làm thôi. Mấy cái đám cưới bắt đầu mình tự chủ động, mình tự làm, mình tự làm hết. Nói chung là mình sẽ thể hiện bằng mình tự thể hiện, mình tự thể hiện để hết cho vợ thấy. Đúng rồi đó. Rồi bây giờ cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ 1 năm 7 tháng. Cưới được bao lâu thì mới có con? Dạ rồi, vừa dạ. Lúc vừa đi tuần trăng mật là có. Là dính có bầu luôn. Dạ. Rồi bây giờ bạn chồng có tật xấu gì không? Tật xấu của Huy hả? Thì chỉ là mấy cái không cẩn thận thôi, với lại trí nhớ không tốt á, thành ra ví dụ như đi đường á thì không biết đường. Mà em rất hay kêu là anh phải chủ động coi Google Maps hay gì đó để sau này chở con đi học hay là như thế nào đó, biết đường mà đi, thì lại không chịu chủ động mấy chuyện đó. Còn không cẩn thận, giống như là làm gì cũng làm đại cho xong vậy đó. Mà còn trách ngược lại em là do em nguyên tắc quá chứ không phải là do Huy không cẩn thận. Bây giờ em có con gái hay trai? Dạ con trai. Con trai chắc là Huy chắc mê con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Mê con mà có mê vợ không? Dạ mê con với mê tạ chứ không có mê vợ. Mê tạ, có nghĩa là tạ tạ lắm. Thường xuyên là ở trong phòng tạ. Dạ đúng rồi. Ngày đâu đâu được là thường xuyên làm, đâu. BT là thường xuyên luôn, chỉ có bây giờ từ Tết tới giờ mới là phụ nhà kinh doanh là mới ở nhà. Mỗi lần mà em đi tập là hay kiếm chuyện lắm. Giống như là ghen với tạ vậy. Em đi dạy tự do đi, tới cái giờ phải đi rồi thì em nói hôm nay mưa, ba mày cũng bỏ đi, bỏ mẹ con mình nói này nọ rồi nói này nói kia, cái thế là mình phải ở nhà. Em nói là giờ em làm sao được, nhưng mà phải cho em 2 tiếng để em đi tập. Đó là bắt buộc phải cho em đi tập. Thì bây giờ cũng kiếm chuyện cũng nói để sao cho em nghỉ. Bây giờ mà có mắt làm cho nhà cũng phải đi tập. Sáng 5 giờ sáng thức dậy đi tập, mà cái giờ đó ví dụ như mà kêu dậy làm gì khác là đâu có dậy nổi, mà kêu đi tự động chủ động dậy đi tập bị thì tả em. Mà không người, biết mê cái gì mà mê còn hơn mê gái luôn, nói thiệt luôn á. Cái đó là đam mê, cái này chị Thiên Ngưng lại chị nói liền. Em đừng bắt chồng em bỏ cái đam mê đó nha. Tại vì em biết sao không? Dạ. Đến một lúc á, khi mà cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi đó ha, mà chồng em mà không có thể thao á, em sẽ thấy rất là mệt mỏi. Đúng. Cho nên với những người đàn ông mà có thói quen thể thao là cực kỳ đỡ cho mình. Thành ra là với những người chồng mà có một cái đam mê thể thao, em phải dúi cái đam mê đó, mốt đỡ đần ngược lại cho mình. Dạ. Rồi giờ tới Huy nè. Vợ em thì hay có cái tật là giống như là nóng tính lắm. Nóng một cái là xì ra trước mặt mọi người luôn. Là này em luôn. Em kềm mà nhiều chửi em nữa là bắt em phải mở miệng nói chuyện, không được kềm. Giữa chốn đông người. Thế là em về nhà em cũng không nói chuyện hết, phải để cho qua ngày mai thì em mới nói. Hay là đang có hẹn với ai đó, ví dụ như mình có hẹn là đi ăn, đi uống hay đi chơi hay đi sinh nhật hay đi gì đó quan trọng hay cũng không cần biết, giận đùng đùng một cái là anh đi tôi ở nhà. Rồi bây giờ cái mong muốn của em với vợ em là gì? Thì em chỉ mong muốn vợ em là ví dụ như có gầy nhau á, hay là có bực mình quá chuyện gì đó thì để đó tối về hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Đúng rồi. Rồi còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Dạ
Thì chỉ có cái việc tập tạ của Huy là em thấy nhiều lúc nó vô lý quá rồi. Bây giờ em mong muốn làm sao để và phân bổ như là bố trí cái thời gian tập tạ để cho nó vừa phải. Dạ, đúng không? Cái phân bổ của Huy á là có, nhưng mà có những lúc mà giống như là không có thời gian để phân bổ cho việc đó thì vẫn dành cho việc đó. Bây giờ vậy nè, chị nói em nghe, tụi em hiện giờ nó đang là vậy nè, em phải nhớ em quen với người đàn ông này em đã qua quá nhiều những cái khó khăn, những cái gian khổ. Bây giờ trong mắt em người ta đang rất hoàn hảo, giờ chỉ còn có mỗi cái vụ mê tạ thôi. Để cho người ta mê đi, em phải cho người ta một con đường người ta xả. Đúng rồi. Còn em mà bích hết rồi là một ngày nào đó hả, trái banh mà nó bể một cái là coi như xong. Cho nên cái chuyện mà mình phải giữ sĩ diện cho chồng mình, trời ơi, mình yêu là mình phải giữ sĩ diện, chứ mình không có được chà đạp, mình cũng không có được chứng tỏ cho mọi người thế là đó, bây giờ ông yêu tôi như vậy đó, tôi muốn làm gì tôi làm. Không, đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Đương nhiên bởi vì em còn trẻ, em chưa có trải qua nhiều những cái kinh nghiệm, cho nên là người đi trước, chị chỉ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm đó thôi. Dạ. Hiện giờ em là 80% trong ảnh, phải giữ cái đó và giữ hơn như vậy bằng cách khác chứ không phải bằng cách mình đang làm. Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em nha. Rồi, dạ. Chúc hai bạn hạnh phúc như vậy mãi mãi nha. Dạ, rồi, xin chào. Thôi để tao làm mai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu, để con mừng lắm. Em nói, thôi được rồi, chị làm mai đi, em cho số điện thoại đi. Rồi. Tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu, giống trẻ con lắm. Chắc là anh bị anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê, xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em, bớt trả giá cho em, bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn hãy giới thiệu cho mình. Em là Lê Xuân Hồng. Nickname của em là Anh Cô Cười. Dạ. Em năm nay 31 tuổi, hiện tại là kỹ sư cơ khí. Em tên là Trần Nguyễn Minh Hằng, năm nay em 22 tuổi. Và cả gia đình em thì đều gọi em là cái tên biệt danh là em bé. Em bé? À, dạ vâng ạ. Em bé với anh Cô Cười. Dạ. Em bé 22 tuổi, Lê Anh Cô Cười là 31 tuổi. Ừ. Vậy là anh Cô Cười dù em bé khi nào? Hôm đó là ngày cuối năm. Em thì bên nước ngoài cũng về phép. À, em ở đâu? Dạ em làm việc ở bên Nhật Bản. Thì em mới chạy qua cái bà chị hàng xóm. Bà đó là giáo viên. Chị mới mượn micro, bà chị hỏi mày có người yêu chưa. Em nói là dạ cũng chưa. Sau đó thì thôi để tao làm mai mày, con nhỏ này dễ thương lắm, học giỏi, con nhà giàu, để con mừng lắm. Em nói thôi được rồi, chị làm mai đi, em cho số điện thoại đi. Rồi. Nghĩa là giới thiệu cho một cô con gái. Dạ. Con nhà giàu. Dạ. Học giỏi, dạ. Viết chữ bự. Còn em thì hôm đó là ngày cuối năm nên mà lo bữa cơm tất niên, tự nhiên nghe một cuộc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm gọi tới. Xong cậu kêu là cô gặp một cái thằng này nè, thân với cô lắm, nó đẹp trai nè, con nhà giàu nè, rồi là công việc ổn định, nhiều tiền lắm. Cô nói là cô sẽ làm mai cho mày, mày phải gặp người này trong buổi chiều hôm nay. Mình nói thôi hay là cho số đi, gọi gọi không gọi thôi cũng không quan tâm. Tự nhiên cái buổi chiều lúc đó 1 giờ nghe cuộc điện thoại, thấy số lạ. Sau đó anh tên là Thành, rồi anh muốn hôm nay mời em đi uống cà phê được không? Tại anh mới nghe có người chị giới thiệu về em. Đó là em lại càng tò mò cho số mà gọi, là chắc là cũng có ý định đây. Nên thôi mình cũng tò mò gặp. Ấn tượng đầu tiên thấy thất vọng. Tại vì dáng cũng mập mập, nhìn mặt tếu tếu, giống trẻ con lắm. Chắc là anh bị anh thất vọng thôi, mà anh đâu nghĩ em thất vọng đâu. Ở nước ngoài về em thấy ai cũng cao lớn, đẹp trai, rồi nghe cái cô kia giới thiệu nữa, mình cũng tin tưởng mà. Ai về tới em thấy cũng lùng lùng. Xong rồi hôm đó là mặc một cái áo khoét, rồi có hình con ếch nữa, thấy là cũng đẹp trai đây. Ai về mở khẩu trang ra cũng đẹp trai luôn. Rồi thôi thất vọng lắm. Rồi lúc mà hai bạn có thấy rằng á, trong cái buổi uống cà phê đó mà khi bắt đầu nói chuyện với nhau á, thì hai bạn có một cái cảm giác nó khác khi mà chưa nói chuyện? Tức là em thấy cô bé này có vẻ nhỏ người nhưng mà nói chuyện người lớn, mình cũng hơi để ý một chút thôi. Bao lâu thì các bạn chính thức tìm hiểu nhau? Dạ 5 ngày. 5 ngày là quen nhau. Xong rồi bắt đầu là yêu nhau. Rồi 10 ngày ảnh lại bay qua Nhật lại. Hơn 1 năm thì quay trở về Việt Nam và quyết định là tổ chức đám cưới với nhau. Đi biệt 1 năm luôn. Dạ đúng rồi. Trời ơi em bé mà hay vậy. Chứ thường là em bé mà thì tháng là mất em bé rồi đó. Cái điều đó là điều mà em phục nhất. Tại vì trong 1 năm mà không có một buổi tối nào mà không có lên mạng để nói chuyện hết. Mặc dù công việc trễ tới giờ nào thì trễ, nhưng mà vẫn tới 9 giờ là phải vào trên mạng hoặc là điện thoại qua. Người này chắc là trời Phật cũng cho mình. Mà trước đó là cũng có một cái tình huống từ lá sâm nữa. Tức là sau khi gặp nhau đó thì ngay mà mùng 2 Tết hai người đi chùa, thì vô tình hai người bốc hai lá sâm mà lại nội dung y chang nhau. Nói là năm nay là sẽ sinh con trai. Lúc mà đi xuống á, em vô tình nắm tay được cô này, cảm giác nó rất là sao ấy.
Ừ. Nó nghĩ là chắc này là trời Phật xuống sư khiến. Có con trai chưa? Dạ chưa. Mới lấy mà. Dạ, nghe là yêu nhau là từ cái lá xăm đó. Vậy thì trong một năm các bạn trò chuyện với nhau qua mạng như vậy thì có khi nào mà giận nhau qua mạng không? Dạ có tình huống vậy. Thì trong quá trình em đi qua đó thì cô bạn gái là bạn em bây giờ hay về nhà chơi thì cũng có tổ chức nấu ăn này kia. Về bắt đầu em trai nói là nghe nói bé Hằng là giỏi nấu ăn lắm, mà người Huế mà gốc Huế giỏi nấu ăn lắm, thôi giờ hôm nay nấu bún cua rêu cua ăn đi. Nấu xong rồi bị em trai chê là nấu gì mà không nên rêu gì hết á, mà như bún ngọt. Bắt đầu là ngồi thì trong góc khóc. Thì tới cái giờ nó cũng phải lên Skype, tại vì nó không lên thì em nghi ngờ là đi đâu rồi sao. Lên Skype tự nhiên thấy khóc rút rít. Lúc đó là về trên nhà trọ là có cả người nước ngoài nữa, bắt đầu là khóc bù lu bù loa vậy á. Hồi nay nói em im đi, thôi không có thì chia tay đi, anh đi làm bên kia anh lại vất vả hơn, căng thẳng lắm rồi, giờ còn về còn dỗ dành em nữa hay sao, thôi chia tay nha, giờ không có gọi nhanh nữa. Bắt đầu khóc bù lu bù loa, khóc rồi đến nỗi em coi sau trong màn hình á, rồi sau mấy người đó có làm mấy thằng phim mấy người phía bên đó là quá sức khóc rồi. Đó là cái tình huống mà em thấy là cái sự xa cách vậy á, nó cản trở cái sự, ví dụ em mà muốn làm lành hoặc là em muốn cũng khó. Vậy thì là một năm thì mới về là quyết định là cầu hôn có luôn nè. Sau khi lấy về rồi em có phát hiện được chồng mẹ có cái điều gì nó khác hơn so với lúc mà chưa lấy nhau? Nhiều lắm, anh không biết kể sao hết. Đi chợ tôi kêu trả giá, mấy bà bán rau ngoài chợ cũng trả giá. Rồi em thấy mấy bà cũng tội, tại vì bán rau người lớn tuổi mà, chợ rau từ nhà trồng rau xong đem ra bán thì cũng không lời bao nhiêu hết. Em thấy giống như 2 bó 5 ngàn, anh nói thôi 2 bó 4 ngàn đi là cũng trả nữa. Xong em cũng trợn mắt lần thứ nhất, xong đi xe từ dưới nhà em là ở dưới Định Quán lận mà đi lên trên Biên Hòa, họ đòi là 2 vợ chồng 60 ngàn. Xong lên xe anh kêu 50 thôi, cái anh phụ lái anh mới kêu bây giờ đi không đi thôi xuống. Xong anh này cũng nói xuống đi xuống chứ có gì đâu, cái anh đó mới nói bây giờ xuống á là trả lại cho 2 vợ chồng 30 thôi. Anh này là càng cao trào nữa là càng nổi cáu lên nữa. Cái gì đoạn đường đó mà từ hồi nãy tới giờ gần 2 cây số mà lấy 30 ngàn, cứ nói qua nói lại. Em sợ lắm, tại vì á là ảnh cũng có nóng tính, lỡ rồi ẩu đả trên xe là sao. May có là cái bé sinh viên á ngồi ở bên cạnh nói anh ơi như vậy là đúng rồi á. Sao tự nhiên hên may có bé đó lên tiếng cái ảnh cũng im im, chứ em lên tiếng chắc cũng la em luôn. Tại vì trả giá là em về là nghe mẹ vợ luôn á, nói là con về đây cái gì phải trả giá mắc lắm. Đi chợ đi búa 1-2 ngàn á trả cho vui, quy mô mấy cái lớn rồi á thì mình không bao giờ trả. Nên là vui, nghĩa là trả cho vui, còn cái chuyện mà người ta có đồng ý không là cái ta không, nhưng mà cái thái độ người ta mà vui vẻ với mình thì mình vui, còn cái mà tự nhiên cộc lòng không mua nữa. Anh nói là có khi nào mà trả giá mà không bị ta chửi? Dạ có, ngay sáng sớm làm em không dám đi ngang qua quán bà đó luôn, mà cũng dám vô luôn. Dạ mua cái thùng cắt tông đầu tiên bà cũng không định bán, nhưng em cũng năn nỉ nói là tại vì em muốn chất hàng hóa vô, chị làm ơn chị bán giùm em với. Bà đi kiếm 2 cái thùng em thấy cũng được, bà kêu 2 thùng này là 10 ngàn nha. Rồi vậy là anh ta lại bệnh cũ 5 ngàn thôi. 5 ngàn mấy thùng? Dạ 2 thùng. Trời ơi. Cảm thấy nó một người mà 5 ngàn 2 thùng. Dạ đúng rồi, một có lỗ rồi. Với lại là em thường thường ở nhà là em cho mấy bà cho chai thùng giấy cơ mà, mà giờ tự nhiên người ta ra bán được cho đại đi đưa nhiều đưa đúng không? Xong lúc đó bà nói cái gì thùng giấy cũng trả giá nữa hả? Thôi thôi không bán đi đâu, đi đi mua đi. Mà lúc sáng sớm mà nói ảnh nói là coi chừng là giận nữa. Thôi mình nói thôi anh ơi hay là mình đi kiếm chỗ khác thử xem sao. Xong rồi đi vòng chắc cũng gần nửa cây số cũng thấy tiệm nào bán hết. Xong anh ta nói thôi quay lại chỗ đó đi. Em nói giờ quay lại em dám chắc với anh là sẽ bị chửi á. Nói ha bị chửi cũng được, họ bán thì mua mà không bán thì thôi. Dạ xong rồi quay lại chỗ đó, thế là thấy ông chồng đang ngồi xếp thùng. Vậy là mình nói là không thấy bà đó, vậy là ông chồng chắc ông mua, tại vì giờ 10 ngàn là anh ta cũng chịu, 12 chắc cũng chịu luôn. Ai về em mới đi vô. Xong rồi ông chồng mới hỏi là mua gì, em nói là mua 2 cái thùng xốp. Xong ông lại kêu bà vợ giặt đồ ra bán. Lần này á kinh nghiệm hơn, không chạy ra ào ào như lần trước nữa, ngó ngó từ phía sau ngó ra. Thế là thấy 2 vợ chồng rồi bà ta lại thay đổi thái độ, từ là vui mừng vì bán được hàng trở thành là nỗi tức giận. Lấy cái tay vậy nè, xua đi, không có bán đâu, đi đi, không có bán đâu, mua bao nhiêu cũng không bán hết. Vậy là thôi anh ta chở em đi về. Thực còn cái tật nào khác nữa không? Hay nói em á, sao em lề mề quá vậy? Và em thì có cái là nhõng nhẽo, ví dụ như là đi ra đường mà thấy Hello Kitty vậy là mua hết, mà không mua là anh sao mua cho em đi, hai tay hai chân bảy bảy vậy. Rồi tật nữa là lề mề, nhìn để thiện tướng mập mập rồi không bắt mắt rồi, làm gì nó lề mề mà nó không có khoa học. Ví dụ như là chuẩn bị đi ra ngoài khi ăn tối với mọi người. Thôi em tắm trước đi nha, rồi ra tải trước rồi phong phấn gì rồi đi, rồi anh tắm sau. Tắm xong em cho anh tắm. Tưởng là ra để em mặc quần áo là đi nè, tưởng ra thấy đứng ngay trước gương chạy đầu.
Đó, lại về. Thay đổi nhưng mà đã thay đổi xin chưa? Chưa thay đổi xin mi. Tức là mới sấy xong mới chạy đó. Rồi có một tật nữa là lười tập thể dục. Em đã quyết tâm là mua cái máy tập thể dục cho xuống cân, không chịu tập, cứ nghĩ lý do này lý do khác không tập luôn. Mà anh này bị lạm dụng tập thể dục, sáng cũng tập, trưa cũng tập, tối cũng tập, ngủ trưa sau cũng tập luôn. Tại có cái máy tập cơ bụng á, bảo thôi em nên làm vài chục cái đi rồi dạ, lạm dụng thể dục, tại vì đâu đi làm đâu. Rồi kêu em lười tập thể dục. Nhưng mà sáng hay ghen không? Dạ, còn một cái tính nữa là tính hay ghen. Em dùng iPhone đó, vì em đang đâu là biết hết. Ghen với một số người bạn cũ nhắn tin thì đã không đành rồi. Kê hôm đó mẹ ở ngoài quê bay đột xuất vô thì em mới chạy lên Sài Gòn để mà đón. Thì cô ta đang làm thấy cái iPhone, định vị đang ở phòng ăn thụ. Chiều về cái lầm lì lì chẳng thấy nói gì hết. Em nói rồi có chuyện rồi, hỏi ra thì nói là chiều nay đi cà phê với bạn gái cũ phải không, cà phê trên Sài Gòn phải không, bắt đầu khóc em mới giải thích rồi đón mẹ vậy đó mà cũng ghen được nữa. Tại ảnh ra đường hay nhìn con gái nên em mới ghen chứ bộ. Rồi rồi không phải đừng gái giống nhìn em nhìn ra đúng rồi em nhìn trước mà có cái nào đẹp em cũng nói cho nghe là cô trước đẹp so sánh ha. Em thấy không, cái cô đó nhìn dáng đẹp ghê, xong rồi tới cô đó tóc đẹp ghê. Bây giờ là cái mong muốn của em là giờ em muốn chồng em làm sao? Giờ muốn chồng em là chiều chuộng em, bớt trả giá cho em, bớt quê. Cái gì nữa? Bớt nóng tính. Bớt nhiều quá. Dạ. Anh cũng cười muốn vợ bớt cái gì. Nói chung là cái tính nhõng nhẽo thì cũng vui đó. Nhưng mà ít lại chút. Vì lúc nào tâm trạng mà mình đang bực bội thì làm ơn đừng có nhõng nhẽo. Nghĩa là nhõng nhẽo điều độ. Dạ, điều độ, có chọn lọc. Rồi thứ hai là làm việc có khoa học một chút xíu. Chị thấy như vậy nè, thứ nhất là hai bạn cái sự mà chênh lệch về tuổi tác á, nó hơi nhiều. Thứ hai, môi trường cũng là một cái điều rất là quan trọng trong cái tính cách. Ví dụ như chồng của em bé làm việc ở một cái đất nước á, mà ở đó gần như là họ không có thời gian họ nghỉ ngơi. Mà hơn nữa, chồng của em bé lại làm trong ngành kỹ sư nữa thì là đầu óc hoạt động liên tục A, B, C, D, D, nó đâu rõ ràng, rất là khoa học thì họ mới có thể sắp xếp được cái thời gian. Cho nên rằng là chồng em nóng tính cũng đúng đó, nhưng mà cái đó là do áp lực công việc. Thế còn á, em bé đó, em bé lại là con một nữa mà nhỏ tuổi nữa, cho nên cái việc mà em bé nhõng nhẽo nè, em bé lề mề hay là em bé làm việc chưa có khoa học thì cũng đúng thôi. Tất cả những cái này thì em bé có thể sửa được hết khi mà em bé theo chồng qua bên kia tự động trong môi trường đó, em bé thay đổi hết rồi. Buộc em bé phải làm tất cả những cái điều mà bây giờ em bé chưa hoàn thiện. Dạ. Chắc chắn một điều, em bé sẽ thay đổi khi em bé có em bé. Đúng rồi, và chúc em bé với cô Cười sẽ có một bé trai giống y như là cái hai cái xăm mà bạn nhận được. Xin cảm ơn anh chị. Đó là vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á là con dí. Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi là nghe bả gọi điện, bả khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn, là con đi lại. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng thứ hai. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và toàn thể khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Phùng Thảo Nhi và 25 tuổi. Thì công việc hiện tại của con ở nhà chăm bé, tại vì con mới sinh em bé được 4 tháng. Wow, mới có 4 tháng thôi hả con? Mời bạn. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Sơn, năm nay con 25 tuổi. Và công việc của con là kinh doanh tự do. Bây giờ kể cho chú biết cơ duyên nào các con gặp nhau. Thật ra là cái cơ duyên mà hai đứa con gặp nhau á thì cũng nhờ một người bạn like hình của vợ con ở trên Facebook. Và con lướt new feed và con thấy được hình của vợ con. Thì bắt đầu là con mới thấy vợ là ủa sao học chung với trường của mình mà mình không biết cô này. Xong rồi bắt đầu con mới tìm hiểu. Năm đó là tụi con học lớp mấy? Dạ, tụi con học lớp 12. Nhưng mà là con có vào con kết bạn với cô này không? Và có trao, có thường xuyên nhắn tin cho Nhi không? Dạ, thì lúc ban đầu là con không có kết bạn liền, mà con vào con bảo like, bảo tim trước. Lúc đó là gần thi 12 nên ảnh có nhắn tin cho con là về cái vấn đề mà thi cử. Rồi sau đó hai đứa nói chuyện dần mới rủ con đi chơi. Là đi đâu? Đi ăn bò bía hay uống nước mía hay là uống trà sữa? Con không biết làm sao chứ cái ngày mà đầu tiên hai đứa con đi chơi nó xàm lắm. Nó xàm. Nhưng mà lúc đó là vẫn còn đang 12 đúng không? Vâng, lúc đó vẫn đang còn 12. Đợt đó là mẹ con đang kinh doanh bán đồ mà bên lĩnh vực xây dựng á. Đợt đó là mẹ con bắt con phụ lúc nào xong rồi bắt đầu làm mới muốn đi làm gì làm. Làm mấy tới mấy giờ?
Dạ, làm tới lúc đó là hẹn 7 giờ thì bắt đầu là chạy xuống với nhà bạn gái là nữa. Trễ rồi. Là trễ. Là trễ mất gần 2 tiếng. Trời ơi. Lần đầu tiên đó hả? Vâng, lần đầu tiên. Xong rồi bà này bà mới kêu là ủa sao tự nhiên cái ngày đầu tiên cho tôi chờ 2 tiếng, bà đi bà lết bộ từ nhà bà cho tới ngoài đường chính luôn. Ở lúc mà con đi xuống gần tới nơi á là còn là con đón bà giữa đường luôn. Có nghĩa là cố tình lết phải không con? Đúng đi không? Bộ. Mình chờ 2 tiếng thì mình phải lết chứ không chờ lại. Lần đầu tiên á mà hẹn mà cho trễ vậy cái con thấy sao? Dạ là thấy anh này không được, anh này không được. Tôi thấy thua rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao, tại sao con lại phải cố ra gặp ảnh cho bằng được? Đúng ra là thôi, trễ quá thì về đi khỏi gặp. Dạ không, thì con cũng cho ảnh chờ lại. Con có hẹn bạn con nữa. Xong rồi tới đó thì ảnh thấy bạn của con đông quá nên ảnh kêu con là lại chơi với bạn đi, ảnh ngồi chờ được. Xong rồi ngồi chơi tầm 2-3 tiếng gì đó, xong rồi ảnh đưa con về. Nói chung là một cái cuộc hẹn mà chất quốc á. Dạ đúng rồi, thiệt luôn á. Mãi về sau đây, lúc mà hai vợ chồng quen nhau hơn 1 năm á, mới là vợ con mới thú nhận là lúc ban đầu á là cũng chỉ là vợ con quen con cũng chỉ là định chơi qua đường thôi. Xong rồi con cũng kêu thì đợt đó anh cũng kiểu dạng cũng chơi qua đường với em thôi mà, nhưng mà ai ngờ đâu dính tới vợ. Hai đứa đều có một cái gọi là một cái ủ mưu là hái hoa bẻ nhụy nhau thôi. Chúng nó chị ơi, chúng nó nhỏ mà sao chúng nó dễ sợ quá luôn à. Nhưng cuối cùng cũng nó đi qua đường mình xong. Tính đâu có bằng trời tính. Sau cái lần mà trớt quớt đó đó thì cái lần thứ nhì á có suôn sẻ hơn hay là đi chơi có suôn sẻ hay là nó còn xàm hơn nữa? Cái cuộc thứ hai thì bắt đầu là kiểu rút kinh nghiệm hả cô, thì lúc đó mình sẽ hẹn dư thời gian nhau hơn. Cái ngày hôm đó là cái ngày mà mình cảm giác như là con cảm giác như là mình đã tìm được cái người mà mình thực sự là muốn đi lâu dài rồi. Tại vì mới có lần thứ hai thôi mà con đã cảm giác vậy rồi luôn. Dạ. Cái lần thứ hai đó thì con có cảm nhận gì đặc biệt ở người này không? Dạ, giống như anh này không? Cảm tình với anh này. Dạ tại vì con thấy anh cũng dễ thương. Vậy thì lần thứ bao nhiêu thì tụi con chính thức là yêu nhau, không còn cái kiểu mà ở chơi qua đường nữa mà nghĩ trong đầu là sẽ đến với nhau một cách nghiêm túc. Sau khi cuộc đi chơi nó về á, con mới hỏi lơi lơi là ví dụ như bây giờ á mà anh thích em quá thì em có đồng ý làm người yêu anh không? Con nhận lại là cái câu trả lời của cô ấy như thế nào? Dạ thì vợ con đòi suy nghĩ một đêm. Qua ngày hôm sau, bắt đầu qua ngày hôm sau là tới cái giờ hẹn á, là con dí. Rồi sao giờ chuẩn bị tới giờ hẹn rồi sao không trả lời đi? Mà hồi hộp đó, hồi hộp, ngồi ở nhà lúc đó đang nằm trong phòng con á. Rất là hồi hộp. Xong cái lúc mà bà đồng ý một cái á, kiểu dạng như tim đập thình 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 thịch, ngủ lưng trong người á. Bà gì bà. Sau đó là chạy qua nhà liền không? Dạ không. Mất tầm cỡ 3 ngày sau con mới dám gặp mặt. Vậy đó hả? Dạ bị ngại. Ủa có kinh nghiệm yêu mấy năm mà sao tới cái ca này sao con nhét quá vậy? Dạ mấy tại vì thật ra là những cái ca trước là toàn bộ là cua con không à. Cua con không à. Còn ca của vợ con là lần đầu tiên con cua. Đó mà yêu thiệt đúng không? Dạ, yêu mà thiệt. Đó bằng cả chân tình đó đúng không ta? Dạ. Bao lâu thì tụi con cưới? Dạ tụi con mới cưới cách đây 2 năm. À. Là 2019 là 4 năm sau khi quen. Dạ 4 năm là cũng dài đó chứ đâu có ngắn đâu. Nhưng mà vẫn là sớm, cưới sớm quá. Cái lý do mà tại sao mà tụi con cưới sớm như vậy? Dạ, lý do là tại vì mẹ con đi nước ngoài định cư. Đến năm con mà 18 tuổi, anh con là 22 tuổi. Thì lúc đó là mẹ con mới quyết định đi thêm một bước nữa. Sau gần 20 năm ở như vậy để nuôi tụi con. Anh con với là con biết mẹ con đi thêm bước nữa thì hai anh em rất là vui. Tại vì trong tâm trí của hai anh em là cũng suy nghĩ là để cho mẹ tìm được một cái phương trời hạnh phúc mới và để cho mẹ có thể là bù đắp được có những cái khoảng trống mà sau khi mười mấy năm mà mẹ đã không đúng có rồi, được hạnh phúc đó. Đúng rồi, mẹ hy sinh á. Dạ, đúng mẹ rồi. Hy sinh. Thì lúc đó là nói chung là mẹ con có cái tính là kiểu dạng như là trước khi mẹ đi á, mẹ hay lo chu toàn hết mọi việc. Và cũng anh con thì cũng cưới rồi, duyên của mình con giờ chưa cưới. Thì nếu mà mẹ con đi á, cũng phải là 4-5 năm sau mẹ con mới có được thẻ xanh để mẹ con về. Thì lúc đó mà mới báo hai đứa là cưới. À, dạ, báo hai đứa là cưới đi. Là bây giờ mẹ vẫn đang ở bên mẹ. Dạ đúng rồi, hiện tại mẹ đang ở bên Mỹ. Là coi như bây giờ hai đứa rất là ổn cuộc sống đúng không? Mẹ không cần phải chu cấp cái gì đúng không? Dạ đúng rồi, mà nhiều khi con còn kêu mẹ thôi lâu lâu mẹ cứ gửi tiền về cho cháu. Thôi tao gửi tao cho cháu tao, tao đâu có cho tụi mày đâu. Thì toàn bộ số tiền mà mẹ con cho là con nhét vào heo riêng của bé cà chua hết. Hay quá. Rồi,
Bây giờ đến với cái phần rất là cái phần quan trọng mà nó vui nhất ở trong chương trình. Mấy luôn cái phần quá. Thôi bây giờ nhường cho bạn Nhi nói trước. Nhi đi. Dạ. Nãy giờ bạn Nhi im quá. Bây giờ anh ấy có tật xấu gì không? Con đừng có nói với cô là con quên hết tật xấu của chồng sau khi sanh nha. Tật xấu của chồng con thì có rất là nhiều, nhưng mà con chỉ kể vài ba tật xấu thôi. Xấu nhất á? Xấu nhất đối với con là bản tính con là rất là sợ ở nhà một mình, nên cái công việc của ảnh thì chủ yếu là ở nhà thôi, nên con yêu cầu là từ sáng tới chiều muốn đi đâu thì đi, nhưng mà tối đến là phải ở nhà với con. Nhưng mà ảnh rất là hay đi pizza vào buổi tối hơn cô. Ủa con ơi, con sợ buổi tối là con sợ ai? Dạ con sợ má, con sợ má. Sợ má. Dạ con. Ủa, trời ơi con nít mà. Rồi Sơn có sợ ma không? Dạ thì ngày trước con cũng sợ lắm, nhưng mà về sau vợ con giành hết phần sợ của con luôn rồi. Là giờ con hết sợ. Nhưng mà ảnh vẫn đi. Dạ. Vừa mới đi rồi con nghe tiếng kéo cửa xong là con chạy ra. Lúc đó là ảnh xuống thang máy rồi. Con chạy ra ngoài cửa, con đứng đó con khóc. Là vừa mới bước xuống được cái bãi xe em thôi, là nghe bà gọi điện, bà khóc cái xong con hết dám đi nữa luôn. Là con đi lên lại. Đi lại thấy bà đang đứng ngay trước cửa phòng vậy. Bà đang đứng, bà mở banh cửa luôn. Mà con không, con tại vì ngày trước vợ con không có bị cái tính sợ cũng kiểu dạng đâu vậy không nha. Như cái tính này là mới hình thành gần đây thôi. Gần đây là lúc nào, sau khi sanh? Dạ, sau khi sanh. Nó bị thay tính đổi nết. Đúng rồi, chắc chắn. Nhưng mà bây giờ thì ảnh còn đi ban đêm nữa không? Dạ, kể từ cái lần con khóc với là ảnh không đi nữa. Giờ là cũng muốn đi đâu phải đi buổi chiều. Vậy là hay rồi. Dạ. Rồi còn như vậy cũng được. Rồi tới gì nữa nè? Ảnh rất là hay càm ràm con. Thì bình thường con giống như là uống ly nước xong rồi để quên qua chẹp đi. Thì ảnh có thể nói một lần thôi là con ok, con sẽ đi chẹp và lần sau con nhớ. Nhưng mà ảnh cứ càm ràm, ảnh cứ nói một cái chủ đề đó, ảnh nói hoài con tới khi nào con bực lên á, xong rồi hai đứa cãi lộn với nhau vì cái chuyện đó thôi. Cái tính của con nó tỉ mỉ á, cho nên là con cái gì làm thì mình dẹp gọn lại mọi thứ. Thì nó sẽ tạo được một cái căn nhà lúc nào nó cũng ngăn nắp á. Còn cái tật gì nữa không nào? Rất là hay chê vợ mập luôn chú. Chê vợ mập? Dạ, con mới sinh mới có 4 tháng à. Mà lúc con có bầu là con lên tận 25kg rồi. Bây giờ con còn có 55kg rồi, con giảm được 20kg rồi. Nhưng mà chỉ có 4 tháng rồi mà ảnh suốt ngày ảnh chê con mập. Trời ơi, 4 tháng bây nữa giờ con đi. Muốn vợ con ốm nhiều ký nữa? Đâu, tại vì con chia sẻ thiệt luôn với cô chú á, là con sau khi đẻ xong như kiểu thấy tính đổi nết vậy. Nhà như có hai người con trai luôn. Thì, sao vậy? Dạ, thì đồ của con là vợ con lấy mặt luôn. Và trong cái lúc mà mỗi lần con đem đi giặt đồ á, là con phơi đồ không bao giờ thấy được đồ vợ con. Ủa sao tự nhiên có mình một ngày mình mặc có một bộ, mà sao nó ra thành 2-3 bộ luôn. Thì là lấy đồ con mận luôn. Nhiều khi bạn bè con qua chơi mở cửa ra ăn cái, xong rồi bà này bà cột tóc đằng sau, cột tóc nó che cái tóc lại đó, tưởng là con hả? Tưởng con mà. Chào Sơn. Chào Sơn. Chứ lúc đó là vợ con lụm thụm từ nhà đến ra ngoài đường luôn. Cho nên là con mới nhiều khi mặc áo con đi ra ngoài đường luôn. Là mặc bộ đồ đi ra đi mua đồ này nọ. Dạ đúng rồi, bận đồ quần áo, bận luôn quần áo đó luôn. Cho nên là con đi ra ngoài con cơ bản trời. Tự nhiên cái vợ đi bận đồ của anh đi ra ngoài đường là sao? Tại sao ở nhà em muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài ít nhất thì mình cũng dạng như là may mình gặp người quen thì sao nó cũng kỳ. Thì lại coi bảo là anh không có chăm sóc em rồi nọ, để em tàn tạ sau khi sinh. Thì con là muốn vợ con lúc nào cũng kiểu dạng như là không cần nhất thiết là phải trong mắt con hay như thế nào đó, muốn làm gì cũng được, nhưng mà đi ra ngoài có những cái mối quan hệ mà mình nhất thiết là mình phải nhìn chỉnh chu, phải chỉnh chu, phải đúng đẹp rồi. Đúng không? Tại vì mình có sắc mà, tại sao mình không biết tôn cái sắc của mình lên? Đó là những cái điều mà mong muốn của hầu hết những ông chồng á. Thực sự có nhiều người không có nói ra, nhưng mà hầu hết tất cả ông chồng đều mong muốn vợ mình đẹp. Bây giờ tới phần con đó, vợ con có những cái tật xấu nào? Đó là một tật rồi đó. Rồi cái gì nữa? Dạ hay quên. Hay quên. Phải chấp nhận thôi, năm nữa. Dạ không, trước khi đẻ luôn mà vợ con đã quên rồi. Có nghĩa là nó nổi một cái tính mà hậu đậu thực sự luôn. Quên trước và sau sinh. Đúng rồi, quên. Hả? Có nghĩa là quên trước cả sau sinh, có nghĩa là sau khi sinh rồi thì mới quên nặng hơn. Nhưng mà trước khi sinh là cũng có quên rồi. Có lần mà vợ con đi làm á, bà chạy xe làm sao, cái bà chạy đi đến giữa đường rồi bắt đầu là bà mới nhớ là bà quên cái giỏ đồ mà để đi làm ở nhà. Xong bắt đầu bà mới gọi điện cho con, kêu anh ơi, anh để giúp em chạy đưa cái giỏ đồ lên chỗ làm cho em được hay không. Lúc đó công việc của con cũng nhiều, nhưng mà thôi cũng bực thiệt á, tại vì cái tính kiểu dạng quên nó ngay cả việc vấn đề mà đồ đi làm của mình mà còn quên nữa. Xong rồi thì quên tới vấn đề là điện thoại nè, rồi quên tiền nè,
được quên, nói chung là mọi thứ trên đời cái lúc đó là xung quanh bà là bà có thể quên luôn, nhiều khi quên cả con, quên cả con. Con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Không, thật ra thì con nói những cái tật xấu của vợ con như vậy thôi, nhưng mà vợ con như vậy, tại vì nếu mà như vậy thì mình mới còn là được những cái thăng trầm trong cuộc sống, thì con muốn vợ con vẫn như vậy, không thay đổi gì hết, không thay đổi gì hết. Và con thì sao? Con mong muốn chồng mình thay đổi điều gì? Dạ, thì thông qua chương trình con muốn chồng con thay đổi đó là dành thời gian cho con gái của con nhiều hơn. Tại vì ảnh làm từ sáng tới chiều của con, nhưng mà ảnh làm ở nhà thì ảnh ra ngoài trước hoặc là vô phòng làm việc ảnh làm thôi. Còn tối thì ảnh cũng nhiều khi có bạn qua nhà thì ảnh cũng ra trước phòng khách ảnh chơi với bạn. Tới khuya thì con gái của con nó ngủ rồi, nên nhiều khi hai ba con không có tương tác với nhau nhiều. Với lại con bé nó rất là mến ba của nó luôn. Tại vì mỗi lần mà ảnh mở cửa vô thôi là nhìn nó thôi là nó cười. Nhiều khi mà hai ba con nằm cái xong ảnh xem phim hay là xem điện thoại, cái nó nhìn lên ba nó cười, nó tự cười luôn cô. Nên dạ con rất là muốn chồng con dành nhiều thời gian cho con. Cô thì cô nghĩ vậy nè, thực ra con yên tâm là con gái á, đến lúc mà bắt đầu nó bập bà bập bẻ là lúc đó chồng con sẽ, con không cần ước luôn á, là sẽ rất là mê. Tại vì đàn ông trai, thứ nhất là cái công việc của chồng con có thể bây giờ còn nhiều quá, mà em bé thì nó đang giờ trong trạng thái thụ động, mà nó có 4 tháng thôi, nó chưa có chủ động được những cái điều mà nó mong muốn, con hiểu không? Thì thành ra là chắc là chồng con có cái suy nghĩ là thôi vậy tranh thủ thời gian từ ở đây, được thời gian lúc nào làm việc lúc đó để mà kiếm tiền lo cho hai mẹ con. Dạ, đúng không? Nhưng mà đến lúc mà bắt đầu nó bập bẹ, nó biết nói, nó chập chạp chập chững nó đi rồi, lúc đó con chịu không nổi nó rồi. Dạ, lúc đó thì chỉ có ôm con à. Là chỉ có quấn quýt thôi, con yên tâm điều đó đi. Đó. Rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình và Hồng Son. Dạ. Dạ. Rồi, hy vọng là hai con sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này. Dạ. Dạ. Dạ.